tối. Từ 8 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. 8 giờ sáng, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ công đức và thân chào tất cả đạo hữu. Thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022 2565. Bài học hôm nay môn học kinh tương ưng Samyutta Nikaya, chương 4 tương ưng ác ma, phẩm thứ 2, bài 9, kinh cai trị Raja Suttang, thỉnh Phật làm vua. Tỳ kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải, sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc chúng cùng chánh điểm tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lễ lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên tứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì quy đức cầu phước lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã lễ bái Tam Bảo ngày hôm nay. Cảm ơn Sức Hoa Nguyệt. Bài học hôm nay kinh tương ưng Samyutta Nikaya. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thượng thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Anh Đức Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Trình Thinh Văn Điện Tư Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Không hiểu sao ác ma cứ năm lần bảy lượt để nết là quấy rầy Đức Phật. Các bạn cứ nghĩ rằng cái khả năng của nó sẽ làm cho Đức Phật bị dao động, thì lai biến. Hết cách này đến cách khác, mười lần lũ trục. Không có lúc nào ác ma có thể là lung lạc Đức Phật. Vậy mà cứ làm hoài. Chắc có lẽ là
Ác ma quấy phá Đức Phật cho hết cái chương thứ tư, chương tương ứng ác ma. Hôm nay trong cái bài kinh này, chỉ vì một cái tư tưởng mà Đức Phật đã khởi lên khi Ngài có cái tâm bi mẫn nhìn thấy cái quốc độ, một quốc độ, một xứ sở đang bị cai trị hạ khắc. Ngài khởi lên tư tưởng có thể chăng để trị vì một đất nước một cách đúng pháp mà không có giết chóc hay khiến người giết chóc. Chỉ với tư tưởng của Đức Phật vậy mà ác ma cũng hiện ra và muốn lôi kéo Đức Phật đi vào cạm bẫy của mình bằng cách là thỉnh Đức Phật Ngài hãy cai trị quốc độ. Quý vị thấy, trong khi Ngài đã từng bỏ, đã là người từ bỏ cái ngai vàng để đi tìm cái chân lý giải thoát, mà bây giờ ác ma lại muốn kéo Đức Phật trở về để làm vua, thì cái chuyện đó có thể nói là quan đường thôi. Nhưng mà thôi kệ, chứ hãy nghe chánh văn của bài kinh, thì sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh tự tọa pháp năng thuyết giảng cho bài học này. Hôm nay được biết là tự tọa pháp năng sẽ điền khuyết cho thượng tọa pháp tân. Bây giờ xin mời cô Phong Lan đọc bài Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sĩ Hoa Nguyệt. Bài 9, Kinh Cai Trị, Rajasutan, Thỉnh Phật Làm Vua, dẫn nhập. Đức Phật tự hỏi về khả tính của sự cai trị thiên hạ mà không dùng tới tư pháp. Ác ma dụ Phật rơi vào bẫy của mình bằng lời khuyến thỉnh. Ngài dùng thần lực và trí lực để làm đại đế. Đức Phật dạy rõ khi nguồn cội của đau khổ chính là khát ái. Sự ham muốn vốn không bao giờ thỏa mãn, dù có cả núi vàng hoặc nhân đôi núi vàng cũng không chấm dứt được khát ái. Nói cách khác, càng có nhiều thì khao khát càng tăng, và vì vậy đau khổ càng nhiều. Thấy khao khát là nhân sanh khổ, bậc trí không tìm giải pháp bằng cách thỏa mãn sự khao khát. Cũng là câu chuyện ma không bao giờ, ác ma không bao giờ thấu hiểu cảnh giới cao rộng của Phật. Kinh văn: Thọ ấy Đức Thế Tôn ở trú ở Cô Xá Lá, dưới chân rặng Hy Mã Lạp Sơn, tại một am thất trong rừng. Bấy giờ Đức Thế Tôn trong lúc độc cư, ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm: có thể chăng để trị vì đất nước một cách đúng pháp mà không giết chóc hay khiến người giết chóc, không chinh phạt hay khiến người chinh phạt, không sầu muộn hay khiến người sầu muộn. Rồi ác ma khi đọc được ý nghĩ của Đức Thế Tôn liền đi đến Ngài và nói rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị, hiện tại hãy cai trị một cách đúng pháp, không giết hại, không khiến người giết hại, không chinh phạt, không khiến người chinh phạt, không sầu muộn, không khiến người sầu muộn. Này ác ma, ngươi thấy gì mà nói rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị, hiện tại hãy cai trị một cách đúng pháp, không giết hại, không khiến người giết hại, không chinh phạt khiến người chinh phạt, không sầu muộn, không khiến người sầu muộn. Bạch Thế Tôn, bốn thần túc đã được Thế Tôn tu tập,
làm cho sung mãn, làm cho phương tiện vận chuyển, làm thành căn cứ địa, ổn cố, thuần thục, viên mãn. Bạch Thế Tôn, Ngài muốn có thể khiến Hy Mã Lạp Sơn, vua của các núi, thành vàng rồng, với chú nguyện núi sẽ biến thành vàng rồng. Thế Tôn, dù núi vàng toàn vàng nhân đôi cũng không đủ khiến lòng người thỏa mãn, hiểu vậy sống an nhiên. Người thấy nguồn cội khổ sao có thể hưởng dục, hiểu sở y ở đời, tu giải trừ trói buộc. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích Văn, Bắp Bát Tát Xá, Su Hoa Nát Xá, Già Tá Rù Bát Xá Kề Vá Lồ, dù núi làm bằng vàng, toàn là vàng. Đi Vít Tọa Tà Đá Vá, Nà Lá Mề Cát Xá, nhân gấp đôi cũng không khiến người thỏa mãn. Ý Tí Vít Và Sa Màn Cha Rề, hiểu rõ như vậy, sống an. Dù Khá Mát Đát Khí, Giác Tồ Ni Đà Nằng, một người thấy đau khổ đến từ đâu. Cá Mề Sú Sồ Giàn Tú Các Thằng Ná Mày Giác, sao có thể hưởng thụ dục lạc. Ú Bát Thìm Bít Đi Tòa Sàn Gồ Tí Lồ Kề, biết được sở y là trói buộc trong đời. Tá Xề Vá Giàn Tú Quý Nà Già Giá Xích Khề Tí, tu tập để giải trừ điều đó. Thích Nghĩa, theo Sớ Giải Trường Bộ thì một vị đã tu tập viên mãn thần túc có thể kéo dài đời sống cả đại kiếp hoặc trọn thời gian còn lại của đại kiếp. Ác ma nói lên điều này không phải vì sự kính trọng đối với năng lực của Phật, mà muốn Ngài chạy theo quyền lực, do vậy rơi vào vòng cương tỏa của ác ma, của ma. Bài kinh này và cả Tam Tạng không có câu trả lời về khả tính của sự an dân trị quốc, mà không dùng tới trọng hình để ổn định nền pháp trị. Mặc dù kinh điển có nói về sự ra đi, ra đời của các chuyển luân thánh vương, trị vì thiên hạ bằng chánh pháp, nhưng do năng lực của phúc nghiệp thù thắng hơn là do sự hiệu dụng của một chính sách tự nhiên an dân mà không dùng tới tư pháp. Chữ Jato Nidanang, cội nguồn của đau khổ, ở đây chỉ cho năm dục trưởng dưỡng. Theo Sớ Giải thì chữ Upathi, sở y hay sanh y, ở đây chỉ cho Kanagutna. Upathi, dục sanh y, còn chữ Sango, dính mắt, cột trói, chỉ cho mũi tên, xá lá. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và con đã đọc xong phần kinh văn, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Alo, con Pháp Đăng kính lễ ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Tri, Đức Tệ Đức, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà quý cô tu nữ. Thì nguyên cái phẩm tương ưng ác ma này thì chúng ta thấy liên tục những cái câu chuyện mà ác ma, khi mà hiểu được cái tư tưởng của Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn Ngài thấy đời sống của dân tình thật là khổ sở, thì chúng ta biết rằng đối với một cái đức vua đó mà cai trị thiên hạ đó, thường thường thì quý vị biết rằng đối với những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy về thập vương pháp của một vị đế vương đó, để vị ấy có một cái nội tâm tương đối tốt đối xử sự và hạn chế bớt tham sân si của mình để cai trị, thường thì chúng ta biết rằng đối với cả thế giới bây giờ chúng ta cũng nhìn cũng không thấy chỗ nào là bình an hết. Thường thì cái sự cai trị đó, người ta hưởng những cái dục lạc
sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục quá nhiều. Nên những cái người đó họ phải xu cao thế nặng, họ phải gom góp tài sản thật nhiều. Thì những cái người dân cùng đinh đói nghèo đó, họ là những cái thành phần chịu khổ nhất. Thường thường thì chúng ta thấy rằng một cái xã hội đó thì vua chúa đến những người thương buôn, nhưng mà những người mà làm công, những người nô lệ là những người đó họ không có gì ngoài đem cái sức lực của mình để đánh đổi lấy bữa ăn. Quả thật là rất cực khổ. Thì hiện giờ chúng ta cũng thấy cả thế giới, người ta nói rằng cả hàng tỷ người như vậy đó không có một miếng thịt, không có một miếng thịt để mà ăn, hoặc là cũng không có mua được bộ đồ mà mặc. Thì nhìn vào thì chúng ta thấy xã hội bây giờ đó, thì những cái xứ sở mà tương đối vật chất trù phú đó thì mình không cảm nhận được điều này. Nhưng mà khi mình đi qua những cái vùng đất mà tương đối cái nền kinh tế hoặc là cái cách sinh hoạt còn lạc hậu đó, thì cái người dân họ rất là nghèo khổ. Chúng tôi đi qua Miến Điện 20 ngày, quý vị biết, ngày nào cũng đi bác, mà thấy người dân Miến Điện thì rất là tội. Sáng ra thì đứng với mẹ, với bà, với ông, rách háng, quần thì quần cục mà rách háng như vậy, đứng thì rung như vậy, mà đặt bát cúng dường quý sư thì nhìn thấy là rất là, mình thấy rất là thương, và nhìn thấy họ thật sự là rất là nghèo khổ, rất là tội nghiệp. Nhìn vào những cái nhà của họ nó giống như những cái người miền Tây mà họ có cái chòi chăn vịt gì quý vị, nhìn thấy mà trong thủ đô Rangoon nó cũng còn nghèo như vậy đó, thì còn nói đến vùng quê còn chúng ta còn thấy nghèo nữa. Thủ đô thì cái mặt trước một vùng nào đó mình thấy một số dân, một số người họ buôn bán họ giàu có, nhưng mà những người họ sống bằng làm nghề hoặc là thuê làm bước đó, thì họ rất là nghèo khổ. Nhìn vào thì chúng ta cũng thấy cái xã hội là như vậy. Thì Đức Phật đó, ngày nhìn những cái người dân mà ngài thương, và ngài khởi lên cái tâm từ, ngài nghĩ rằng có thể nào mà người ta cai trị thiên hạ mà những cái người đó cai trị mà không có đánh đập, không có hành hạ, không có đọa đài, không có những cái chuyện mà làm cho người ta khổ sở. Thì Đức Phật ngày suy nghĩ như vậy. Thì chúng ta cũng biết rằng Đức Phật là một vị đã tu tập rất là nhiều kiếp, và ngài luôn luôn với cái thiện pháp suy nghĩ, nếu mà chúng sanh ở trong cái thời kỳ vua chúa và những cái người mà họ sống nương tựa vào những cái vùng lãnh thổ đó mà đức vua đó mà có đức độ đó, thì thần dân chúng cũng được nhiều cái phúc lạc, nhất là những cái người vua chúa mà được trọng vọng. Ví dụ chúng ta thấy vua Thái Lan được dân họ rất là trọng vọng, và Chư Tăng cũng rất là thương tưởng, vì vua đó sống mà biết nghe lời và biết thương dân, biết lo cho những cái nền nông nghiệp, biết giúp cho những người nông dân. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với con người xuất hiện ở đời đó, thì thật sự ra cái số người mà hành thiện thì chúng ta thấy rất là ít. Điều này được Đức Phật ngài nói. Và cái số người mà hành ác đó, thì họ rất là nhiều. Và cái số người mà đam mê dục lạc đó, sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục đó, thì rất là nhiều. Và cái số người mà biết tiết chế đó thì quả thật là rất là ít. Chính vì điểm đó nên khi mà nói đến điều này đó, thì Đức Phật ngày khởi lên cái tâm bi mẫn như vậy. Nhưng mà ác ma biết được và muốn thỉnh Đức Phật là hãy ra là vua như vậy. Vì ngài có bốn thần túc, như là dục thần túc, tần thần túc, tâm thần túc và thẩm thần túc, mà trong 37 phẩm bồ đề mà chúng ta thấy bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn nhi túc đó, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo đó. Thì bốn thần túc này Đức Thế Tôn ngài đã tu tập viên mãn, và ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Thế Tôn ngài cũng có nói, nếu mà muốn duy trì cái mạng sống này đó,
với bốn thần túc đó, thì Ngài có thể sống một kiếp hay một phần kiếp còn lại. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì Ngài vì cái tâm đại bi mà Ngài luôn luôn suy nghĩ những cái gì có lợi ích cho chúng sanh, và Ngài thường thuyết giảng những cái pháp mà cảnh tỉnh vua chúa hay là cảnh tỉnh những cái người giàu sang, mà Ngài thuyết về hạng người từ bóng sáng đi vào bóng tối đó. Và Ngài thuyết giảng cũng để khích lệ cho những người vua chúa, những bà la môn, những người giàu có mà biết thương người, mến vật, giúp đỡ, với ý nghĩa là người từ bóng sáng tiếp tục đi đến bóng sáng, là tiếp tục kiếp này đó là một cái người đế vương, một trưởng giả, một bà la môn đại phú, nhưng mà sau khi chết có thể sanh làm chư thiên thần lực, hoặc là có duyên để chứng ngộ đạo quả niết bàn. Như vậy thì Đức Phật ngài vẫn suy nghĩ về bốn cái pháp, ngài từ bóng sáng đi vào bóng tối, hay là từ bóng sáng đi vào bóng sáng, hoặc là từ bóng tối đi vào bóng tối, hoặc là từ ánh sáng đi vào bóng tối. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái người mà từ bóng tối đi vào bóng tối đó là những người mà họ nghèo khổ trong kiếp này, họ cũng phải nói rằng họ cũng tạo ác nghiệp đó quý vị. Nên thường thường Đức Phật ngài nói trong 16 điềm mộng mà Đức Phật ngài giải với Vyupassanadi đó, thì ở trong đó có một cái điềm mộng là xung quanh cái lu không có, không có, nhưng mà người ta đổ vào cái lu ở giữa đó, người ta đổ hoài nó càng đó, người ta vẫn đổ. Thì nói đến cái thời kỳ mà những cái người dân do cái nghiệp ác đó, nên sanh ra cái đời vua chúa là su cao thế nặng, có nghĩa là giống như những người kia cái lu không có gì hết mà cái lu ở giữa đó thì đổ tràn tràn trụa như vậy, thì cũng giống như vua chúa mà họ hưởng thụ những cái dục lạc, họ vừa hưởng thụ những dục lạc mà những cái người mà dân bị su cao thế nặng. Thì những cái điều này được Đức Phật nói rằng mình sanh ra mà gặp cái đời vua chúa mà su cao thế nặng cũng là do cái ác nghiệp của mình, chứ cái điều đó không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, không phải là như vậy, mà điều là do quá khứ mình lường công người ta, nên bây giờ đó mình mới sanh ra những cái thế giới mà vua chúa nó gây cái tổn hại đến mình. Và Đức Phật đó thì ngài biết những cái người ở trong đời này đó là vua chúa hay sắc lỵ hay là bà môn đại phú, những người mà có uy quyền thế lực giàu sang như vậy, thì rõ ràng là họ là người có phước trong cuộc đời này, nhưng cái phước đó đến với họ đó bằng cái cách nào họ trở thành những người ác ôn mà họ hưởng thụ những dục lạc, hay là họ là những người mà hưởng thụ những dục lạc nhưng mà họ là những người có phước báo công đức, những núi vàng núi bạc, những cái dùng đất trù phú, những cái mỏ kim loại, những cái vật quý trong đời này ở dưới đất nó trồi lên. Chính vì điểm đó đó chúng ta thấy rằng nhìn vào cái con người đó, hay là nhìn vào những cái vùng đất đó, ví dụ mình thấy Miến Điện đó là một vùng đất có nhiều ngọc, thì nếu mà một cái vùng đất có nhiều ngọc đó thì chúng ta thấy giống như là bốn thiên vương mà bốn vị ở bốn góc đó, có bốn cái loại châu báu khác nhau. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với cõi trời Đao Lợi hay là cõi trời Tam Thập Tam Thiên có 33 vị trời đó, đều là do những cái nhân sự này hành những cái thiện nghiệp, và những cái thiện nghiệp đó cho ra cái cõi 33, có 33 vị thiên tử như vậy. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật, ngài biết một cái người mà cai trị đúng pháp, không có giết hại hay là không có khiến người giết hại, không chinh phạt hay không khiến người chinh phạt, không có sầu muộn hay không khiến người sầu muộn, là một vị mà sống ở trong cái phước báo công đức mà mình hạn chế bớt cái lòng tham của mình. Bởi thường thường quý vị biết rằng một cái con người đó, cái lòng tham cũng diệt họ rất là mau. Chúng ta thấy nhiều đời vua đó có tam cung lục diện, mà những cái vị vua đó đều là những cái người trách hiểu, những cái người mà hưởng thụ những cái dục lạc quá mức độ và trở thành những người không có sức sống và chết rất là sớm. Chính vì điểm đó đó nên Đức Phật ngài mới nói rằng thường thì
thế giới đó họ rơi vào những cái dục lạc, thế giới bị dục lạc đó đai nghiến, bị làm nô lệ cho dục lạc. Chính vì những cái dục lạc đó đó, và những cái dục sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục đó, những cái điều đó đó nó đã làm cho lòng người đó nghĩa là thay đổi. Bởi vì cái lòng người khi mà họ thấy những cái tài sản đó, đó thì họ muốn chiếm hữu, và cái tâm tánh họ trở thành những người dùng nhiều thủ đoạn. Nên những ngày gần đây chúng thấy trên mạng tin tức có nhiều cái chuyện mà mình không có thể nào ngờ được. Thì những người họ làm cái việc Phật xong rồi, khi mà họ trở thành những cái người hư hỏng, rồi họ trở thành những người làm những cái giấy tờ pháp luật mà làm giả, mà chính là những người đó lúc đương quyền thì họ là những người làm những cái việc đó. Chính vì họ biết được cái cách nên họ mới quay qua họ làm những cái sổ đỏ mà giả để đổi lấy những cái sổ đỏ thiệt. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng, hay là bây giờ mình nghe nói rằng Nga với Ukraine mà nói vũ khí sinh học vậy, một vừa cũng như là muốn nói và để mình cũng sử dụng cái đó, điều đó để giết hại những người chống đối với mình. Nên thường thường quý vị thấy ở trên đời đó thì họ muốn mà không được đó, thì cái nỗi sân hận của họ nó kéo lên cho họ. Dù là vua chúa hay là dù là những nguyên thủ quốc gia, họ cũng là con người và họ cũng còn là những cái phiền não. Nhưng mà nếu mà họ không có tu tập có nghĩa là không có cái thiện tâm đó, thì họ trở là những người có ác tâm, có tham ác, có sân ác, có tà kiến ác, thì họ rất là kinh khủng trong cuộc đời này. Họ trở thành những cái người mà như là Stalin hay là Hitler hay là những cái nhân vật mà nghĩa là muốn giết người, muốn xóa sổ thế giới này. Nên chúng ta biết giữa những cái người đó và những cái thời kỳ thật sự là một cái thảm họa. Bây giờ quý vị thấy rằng một cái đất nước mà xinh đẹp như Ukraine vậy mà chiến tranh đó đã làm nó tạo thành những cái thành phố ma, thành phố tan hoang. Mình nhìn thật sự những người đó, những người dân lúc bây giờ ở những cái vùng đất quả thật là rất là kinh khủng. Thì chúng ta thấy rằng cũng là do những cái tâm của những vị cai trị thôi. Và những cái người đó nếu mà họ bớt sân hận chút xíu, họ bớt tham lam chút xíu, họ biết nhẫn nại chút xíu thì quả thật là mang lại cái phúc nghiệp cho chúng sanh trong cái dương quốc của mình rất là nhiều. Nên Đức Phật này nói rằng không dùng cái tư pháp, có nghĩa là cai trị theo đúng chánh pháp, chứ không có dùng cái tư pháp là cái tư hình hay là cái tư tưởng cá nhân mà không có theo cái khuôn phép để cai trị cho nó giống như thập dương pháp là cái pháp để cai trị là người, là một vị vua mà tương đối tốt, một vị vua mà mang lại cái sự kính trọng, cái sự thương nhớ của dân tình khi mà quá dạng đó. Thì cũng như vậy, quý vị biết rằng một cái thiện pháp thì mang lại sự an lạc, nhưng mà nếu những người mà họ cai trị ác pháp thì quả thật là mang lại cái hiểm họa. Thì ác ma đó, ma là muốn Đức Phật ngài cai trị. Và khi mà như vậy thì quý vị biết rằng phải ở trong cái quyền lực của ma vương thôi. Bởi vì ác ma là chư thiên ma, là ở cõi cao và cũng muốn chinh phục con người, không có vượt khỏi cái tầm của ma vương. Nhưng mà thật sự thì chúng ta biết rằng Đức Phật là một đại giác, ngài thấy đời đau khổ, ngài khởi lên cái tâm đại bi như vậy thôi, chứ không phải là ngài muốn cai trị thế gian này. Và ngài cũng hiểu rằng cái sự cai trị đó chỉ mang lại cái sự khổ lụy nhiều mà thôi. Cũng giống như bây giờ chúng ta thấy vua chúa thì ăn bao nhiêu cũng ăn như vậy, cũng mặc, cũng tắm rửa như vậy, cũng ngủ nghỉ như vậy thôi, nhưng mà phải lao tâm khổ tứ rất là nhiều, phải lo công việc rất là nhiều, phải làm suy nghĩ công việc rất là nhiều, và có biết bao nhiêu cái sự sợ hãi
cũng dồn dập đến mình, nó cũng có nhiều cái bởi vậy thường thường nó nhiều cái niềm vui thì có nhiều cái nỗi khổ. Thì niềm vui nó tới từ cái được, và cái nỗi khổ là nó đến từ cái mất. Nên đối với một người không có gì đó thì không có gì để mất, nên cũng không có gì sầu khổ, và cũng không có được cái gì mà vui vẻ. Như Đức Thế Tôn ngài nghĩ rằng cái thân ngũ uẩn này là một gánh nặng, và cái thân ngũ uẩn này đó là cái luân hồi vay mượn vay trả, một mắt xích nhân quả luân hồi cứ trả vay trả vay, sanh tử như vậy. Nên ngài biết được và ngài đã chọn cái con đường giác ngộ giải thoát và muốn cho chúng sanh giác ngộ giải thoát. Nhưng mà rồi chúng ta cũng biết rằng Đức Phật ấy, là bậc đại bi với lòng thương tưởng. Ngài biết rằng ấy, một số người hành thiện pháp đó, nó mang lại cái an lạc cho chúng sanh. Và khi mà một số người hành ác pháp đó, thì nó mang lại cái tầm ảnh hưởng đau khổ, những cái hệ lụy liên lụy, những cái sự liên lụy từ những cái ác tâm của những cái giả tâm của những người đó, mang lại sự đau khổ cho những người xung quanh. Chúng ta thấy như là ví dụ ông tổng thống Putin đi, nếu mà ông là một cái người mà biết suy nghĩ đó thì lại mang lại cái sự an lạc, nhưng mà nếu mà ông là một người mà không có suy nghĩ đó thì sẽ biết bao nhiêu cái chiến sự, biết bao nhiêu cái vũ khí, biết bao nhiêu cái sự sát hại những cái người dân, những cái người mà sống trong cái đất nước hay trong cái vùng mà chịu chiến sự đó, bao nhiêu sự đau khổ. Như vậy á, thì chính cái tâm má của nó, có nghĩa là cái dục hay là cái dục sanh y đó, là cái sự hướng cầu, cái sự mong mỏi, cái sự khao khát, cái sự nhiệt tình đó, của chúng sanh đó, mà chính là cái lòng tham hay là cái phiền não, nó là một cái túi không có đáy, bỏ bao nhiêu nó cũng không đầy, bao nhiêu nó cũng không có thỏa mãn. Và chính vì điểm đó, đó trong cái bài kinh mà ngài Rắc Tháp A Lá ngài có nói đó, tôi đã thấy biết bao nhiêu những vị đế vương đó, dù gian sang đó rộng lớn, nhưng mà cái lòng khao khát cũng cứ tăng dần, chứ không có phải gì vậy mà bớt đâu. Như vậy thì quý vị biết rằng nhé, cái sự khao khát đó, nó dẫn dắt từ kiếp luân hồi này đến nhiều cái kiếp luân hồi trong đọa xứ. Nhưng mà loài người đó thì đâu phải vì vậy mà sợ hãi cái lòng khao khát đó, nên chúng sanh nó thật sự đó thì phải suy nghĩ thật nhiều về cái sự khao khát, cái lòng tham đó. Chỉ có khi nào mà thấy được cái nỗi khổ kinh hoàng trong bất ổn, như là những người dân trong vùng chiến sự muốn yên tịnh để mà sinh hoạt, mà sống, mà để đừng bị thương tổn, đừng bị hủy hoại, những cái điều kiện thuận lợi đó nó có, cũng gìn giữ cũng không phải là dễ đâu quý vị. Nên thường thường quý vị biết rằng hiện giờ đó chúng ta thấy rằng chỉ cần một nào đó sống ngang như vậy, nhưng mà một chiến sự khởi lên thì loạn lạc, cái nghe là những cái sự xáo trộn toàn diện, ăn ở mặc bệnh hoạn, chỗ đường đi, rồi những cái phương tiện truyền hình truyền thanh, những cái đường truyền, đường mạng, nước nôi, những cái chỗ ăn ở học hành con cái, rồi những cái phương tiện đi lại đó, nó đều bế tắc toàn diện, cái sự di chuyển nó trở thành cực kỳ gian nan và khổ lụy. Thì cũng như vậy, khi mà con người có cái thân đó, mình có những cái điều kiện, nhưng mà khi mà những cái điều kiện đó nó bị xáo trộn đó, mình sẽ thấy những cái nỗi khổ rất là kinh khủng. Nhiều khi chỉ là những cái vật chất leo thang thôi, cái sự sinh hoạt của mình không có đủ bù đắp đó, mình cũng đã thấy là một gánh nặng với nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng làm những cái nỗi sợ hãi trong kiếp sống này. Thì cũng như vậy, con người mà khi mà có như vậy mới thấy được cái lời dạy của Đức Phật: thế giới này không có bình ổn, tạm thời mà mình sống trong cái thời gian bình ổn đó là cái phước của mình, chứ thế giới này không có bình ổn, thế giới này luôn xáo trộn vì cái lòng tham của con người. Và cái lòng tham đó, Đức Thế Tôn ngài đã thấy được và ngài đã đoạn trừ dưới cội bồ đề,
những cái lòng tham đó. Và bây giờ Ngài là một vị Phật, một vị Pháp Vương, với cái thiện pháp mà Ngài suy nghĩ mang lại cái lợi ích cho những chúng sanh, hướng đến cái con đường mà hướng thượng, phải thực hành theo những cái thiện pháp. Còn nếu mà để những cái dục trưởng dưỡng như sắc dục, thực khí dục, vị dục, xúc dục, những cái sự mong mỏi tái sanh trong tương lai bằng những cái hành động kiếp này đó, muốn hưởng thụ, muốn chiếm hữu, muốn đủ điều hết á, nhưng mà khi mình muốn như vậy không được đó, thì mình sanh lại cái sự quỷ hoại những cái gì trở ngại cái sự ước muốn của mình. Thì muôn thuở nó là như vậy quý vị. Nên đó, những cái kiếp làm người mà Đức Phật Ngài dạy những cái bài kinh Đại Khổ Uẩn, và Ngài đã tuyên bố giữa chư thiên và loài người không có thể nào đảo lộn lại những cái bài kinh, những cái sự thật của dục, của sắc, của cảm thọ, những cái nguy hiểm của dục, của sắc, của cảm thọ và cái sự xích ly của dục, của sắc, của cảm thọ. Một cái người có trí đã nhìn thấy sự thật theo năm tháng thời gian mà với cái tuệ giác, và đã chứng ngộ được cái cội bồ đề, chứng ngộ được, đoạn trừ được phiền não, trở thành bậc đại giác như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì suy nghĩ như vậy thì ác ma cũng đã hiện ra để nói Ngài dùng bốn thần túc để duy trì. Và bốn thần túc đó, với cái dục thần túc, Ngài có thể ước muốn cả một cái núi vàng, núi Tu Di là núi vàng, nhân đôi cái núi vàng đó. Nhưng mà Đức Phật biết rằng dù cho mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Hạnh phúc thai Phật ra đời, hạnh phúc thai Pháp diễn lời con xa, hạnh phúc thai Tăng Phật Hòa, hạnh phúc thai giọng tiếng Hòa đồng tu. Ngài biết rằng dù cho thế gian này vàng bạc nhiều thì cũng không phải vì vậy mà cái lòng tham con người nó hạn chế bớt. Nó không có phải như vậy. Và nó vẫn tăng trưởng với cái thời gian, chứ không có giảm bớt. Và những cái dục đó nó khao khát, nên nó mới dẫn chúng sanh vào những cái súc sanh, sanh vào trong những loại ngã quỷ, sanh vào trong địa ngục, trong những cái khổ lụy của kiếp luân hồi, trong bốn đọa xứ. Đức Phật thì biết như vậy. Nhưng mà Ngài với lòng bi mẫn đó, Ngài dạy và Ngài thấy chúng sanh nó có hai cái luồng tư tưởng. Một là cố gắng tu tập để dứt trừ luân hồi, chứ còn không thì thế giới này vẫn hỗn loạn với cái mong mỏi, những cái dục trưởng dưỡng, những cái sự hưởng thụ, những cái dục lạc chúng sanh nào cũng có, và không bao giờ từ bỏ những cái thủ đoạn để có được những cái gì mà như ý mình. Nên đó, chúng ta cứ thấy như là vua Bimbisara với ông hoàng Chô Thí Cá khi mà có báo điện. Nhưng mà đối với ông hoàng Asatthế nghĩ rằng cha ta là đế vương mà không có dám chiếm hữu cái bảo điện này. Nếu mà ta mà làm vua, ta sẽ đến đây để chiếm cái bảo điện này. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị biết rằng ở trong đời đó, có nhiều khi đó, những cái người họ có phước trong đời này, họ là những bậc đại phước, thì họ sanh ra có chư thiên, là những cái người sáng tạo những cái cung cho những cái người bậc đại phước đó. Nhưng mà những người khác thì lại không được. Và khi mà những người họ có được á, và người khác muốn chiếm hữu đó, thì chúng ta sẽ thấy cái chuyện gì là cái chuyện giết chóc để chiếm hữu được những cái của cải tài sản mà người đó thừa hưởng. Nên thế gian nó là muôn thuở là như vậy. Nên á, những cái người giàu cũng bất toàn, cũng đau khổ, chứ không phải là những người giàu là hoàn toàn hạnh phúc. Tuy rằng Đức Phật Ngài cũng thấy những cái cảnh giới chư thiên là nhiều cái niềm vui, nhưng mà rồi cái sự vui đó, cái sự vui đó cũng không phải vì vậy mà cái lòng dục nó bớt đi, và nó cứ tăng trưởng theo thời gian năm tháng, và luôn luôn dẫn chúng sanh vào những cái đọa xứ. Nên Đức Phật Ngài nói rằng từ chư thiên á, chết mà sanh làm chư thiên quả thật rất ít, từ chư thiên chết sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-u-la thì rất là nhiều. Nhưng mà từ chư thiên sanh lại làm người cũng rất ít, từ chư thiên chết sanh lại làm chư thiên cũng rất là hiếm. Như vậy thì Đức Phật này biết rằng do cái tâm con người, do cái con người đã có cái khuynh hướng tham dục trong các sắc, tham trong các âm thanh, tham trong các hơi mùi, tham trong các cái vị,
tham, trong cái sự xúc chạm của thân thể. Nên chính vì những cái dục trưởng dưỡng này, sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục này đó, là muôn thở của tai mũi lưỡi, là muôn thở của phiền não, và muôn thở của cái sự sanh khởi từ lòng tham, cái sự hủy hoại từ lòng sân, cái sự mê mờ tâm tối từ lòng si. Và chúng sanh cứ trôi lăn trong cái biển luân hồi sanh tử. Chính vì điểm đó đó, Đức Phật ngày ngày biết, và Ma Vương đó dù có hiện ra có nói, nhưng mà ngài nói với Ma Vương, Ma Vương hiểu cái gì từ cái sự suy nghĩ của Đức Phật. Chính Đức Phật thì suy nghĩ và cái tâm đại bi, nhưng ngài cũng biết được chúng sanh từ bóng sáng đi tới bóng sáng là ít, chúng sanh từ bóng sáng đi vào bóng tối rất là nhiều. Đời vua chúa Sát Lợi Bà La Môn đại phú mà hành thiện tu nhân tích đức ấy, cái chuyện đó là chuyện hiếm hoi, cái chuyện đó là chuyện ít có. Rồi Sát Lợi Bà La Môn gia chủ đại phú đó hành ác, ác tôn ở đời, chiếm hữu những cái dục lạc đó, thì muôn thở là chúng sanh là như vậy hết. Nên chúng sanh đó, tìm cầu cái sự bình an, bình ổn đó, phải tìm cầu trong cái thiện pháp. Còn nếu mà chúng sanh mà bỏ thiện pháp mà đi tìm cầu những cái hạnh phúc đó, giống như bỏ nước đi tìm cá, không bao giờ có cá được. Thì từ trong cái sự tu tập thân ý đó, để kiện toàn, để diệt trừ, để giảm bớt lòng tham thì được. Chứ còn từ thân khẩu ý, từ mắt tai mũi lưỡi mà không có thu thúc đó, thì bao nhiêu cái sự khổ lụy. Nên chúng ta cứ thấy những cái nguyên thủ quốc gia đó mà họ sân hận lên đó, thì cả đất nước, cả dân chúng, cả hai nước bị cái sự xung đột, bị những cái vũ khí phá hoại từ những cái cuộc xung đột đó, đó tạo cái hiểm họa cho đời, rất là nhiều cái sự đau khổ, kéo đời đó xuống cái sự hệ lụy cực kỳ, chứ không phải được bình an. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ma thì biết được cái tâm Phật, mà Phật thì suy nghĩ theo pháp, Phật thì suy nghĩ theo pháp vì lòng thương tưởng chúng sanh, chứ không phải Phật muốn làm bá chủ hay là muốn làm vua như là cái tư tưởng ác ma suy nghĩ. Nhưng mà ác ma không thể nào hiểu được Đức Phật, không hiểu được bậc Pháp Vương, vì bậc Pháp Vương là vượt khỏi thế giới này, vượt khỏi phiền não, việc vượt khỏi sự luân hồi sanh tử. Nhưng mà đối với ác ma thì là người còn luân hồi sanh tử, là người còn ảnh hưởng cái sự tạo tác thiện ác của mình. Nhưng mà ác ma cũng đâu có thể nào hiểu được cái sự giác ngộ tuệ giác của Đức Phật, vì ác ma chưa có đủ trình độ để hiểu thấu được, để chứng ngộ được những cái pháp siêu thế mà Đức Thế Tôn ngài đã chứng ngộ. Và trong cái phẩm tương ưng ác ma này đó, thì chúng ta thấy cứ câu chuyện nào đó thì cũng nói đến ác ma, và câu chuyện nào cũng ác ma cũng nói với Đức Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng ma và Đức Phật đó, khi mà còn luân hồi sanh tử đó, thì cái sự hiện hữu của những dòng tư tưởng, của những dòng tư tưởng đọa đài, những dòng tư tưởng thấp hèn, và cũng có những cái dòng tư tưởng của những bậc Bồ Tát thực hành những cái thiện nghiệp, tu tập theo những cái thiện nghiệp để viên mãn cái tuệ giác, để viên mãn cái sự giác ngộ giải thoát trong tương lai đó, thì các vị đó cũng xuất hiện ở đời, các vị đó cũng nằm trong bánh xe sanh tử, nhưng mà ngài tạo được cái sự vô sanh. Còn những cái người mà không có biết để mà tạo sự vô sanh đó, thì người đó cứ giống như là giá tràng xe cát biển đông, hay đi bắt bóng tìm hình, không bao giờ bắt được cái bóng của mình hết, vì bóng mình đó, nó nương theo cái hình mình, và nó nương theo ánh sáng để rọi chiếu, và cái sự điều kiện phương tiện đó, thì chúng sanh giống như căn cảnh và thức, thì sanh ra có bao nhiêu cái sự khổ đối với người không có biết thu thúc, nhưng mà rồi có bao nhiêu cái sự an lạc đối với người biết thu thúc. Và nhìn vào cái sự thu thúc đó, sống theo cái sự không có vọng cầu đó, đó là một cái niềm hạnh phúc. Và khi một người nào sống với cái tâm không có vọng cầu, kính bạch ngài hòa thượng, cái phần trình bày bài học hôm nay đó, con xin trình bày như vậy thế cho từng đạo pháp tân. Bữa nay thần đạo bị bận, thần đạo không có giảng được, có nhờ con giảng điều khiết. Bây giờ thì phần trình bày với nhiều lời trình bày
Trong buổi học hôm nay, con kính dâng phước báo công đức đến quý ngài, chi phần báo đến quý vị, xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Bây giờ thì con xin thỉnh hòa thượng điều hòa phần thảo luận. Sa thủ kính trình thưa tòa pháp đăng với pháp thoại vừa rồi. Kính bạch hòa thượng thời xưa, không biết hòa thượng có nghe được không? Nếu hòa thượng đang ở trước máy, xin hòa thượng thỉnh hòa thượng trả lời cho cô thảo luận được đi. Dạ vâng. Bạch hòa thượng, chúng ta thấy như vậy là mình sanh ra làm vua thì cũng có cái phước, không có phước thì không làm vua được. Nhưng mà nếu mà là vua mà không có chăn dân trị nước, không dùng tới pháp luật, không ra lệnh cách chức người này, trừng phạt người kia đó, thì rất là khó để trị nước. Bây giờ, nếu có một vị vua, mà vị vua đó là Phật tử, và vị vua đó nói với Hòa Thượng Từ Siêu là không thể trị nước mà không dùng tới nhà tù, không thể trị nước mà không dùng tới hình phạt, không thể trị nước mà không dùng tới cái việc mà thậm chí hiện nay người ta đang tranh luận về cả án tử hình đó. Tại có những người quá ác mà không có thể nào không tử hình họ được. Nhưng mà nếu tử hình mà để trừng trị đó thì nó gây ra cả nghiệp. Thì người ta nên làm gì? Nên trị nước mà không có hình phạt, không có nhà tù, không có án tử hình, hay là bỏ ngôi vua, bỏ địa vị để không vươn vào các cái ác nghiệp như vậy? Thì nếu có một vị nào đó hỏi ý kiến của Hòa Thượng Từ Siêu trong tư cách một vị tu sĩ, thì Hòa Thượng sẽ có lời hướng dẫn như thế nào? Cái thỉnh của Hòa Thượng. Nó có một thầy à. Tức là chưa kính thưa quý vị, thật ra là vua mà gặp cái thời kỳ mà chúng sanh hương thịnh thì chuyện pháp ở trong quốc độ mà đa phần dân chúng là những chúng sanh hưởng phước, hoặc là ở trên cõi phạm thiên, cõi chư thiên sanh xuống, tối thiểu cũng là cõi nhân loại sanh lại. Thì cái thời kỳ đó, làm vua quốc độ đó thì mình mới gọi là có phước, có phước trọn vẹn á. Chứ còn gặp làm vua cai trị quốc độ mà gặp cái thời kỳ mà chúng sanh ở trong quốc độ đa phần họ từ gửi dưới địa ngục sanh lên, hoặc là ở ngạ quỷ sanh lại, hay là bàn sanh sanh qua đó, hay là ai tái sanh trở lại cõi người ở trong quốc độ, thì làm vua nó rất là mệt. Bởi vì cái chúng sanh mà ở dưới địa ngục ngạ quỷ bàn sanh Atula đó, khi sanh trở lại làm người thì họ sẽ là những thần dân với cái tâm địa khó dạy, với cái tâm ác, sống phi pháp. Họ có thể gọng kháng cự cái lệnh vua nữa, cho nên cai trị rất là mệt. Mà nếu mà dùng đến cái vương pháp đó, nghiêm hình, thì như vậy là chính mình làm vua mình bị tạo cái nghiệp ác ở trong tương lai.
khổ lắm. Cho nên nếu có người hỏi thì chúng tôi không khuyên họ làm vua. Còn nếu như mà họ hỏi mình có thích làm vua không thì chúng tôi trả lời ngay rằng là tôi không có thích làm vua. Mệt lắm thưa quý vị. Đừng có nói chi làm vua cai trị quốc độ. Chỉ là làm một cái vị trụ trì và có một cái hội chúng nhỏ nhỏ thôi, rồi đã là nó khổ sở, nó phiền toái cho mình rồi. Thế mà mình nóng nghiêm, mình nghiêm khắc để mình chỉ dạy đó, thì họ phiền giận, họ thù quán. Thời buổi bây giờ ngộ lắm thưa quý vị. Chứ không phải giống như thời xưa. Thời xưa mà cái thời một cái vị tiền bối cũng như thời trước như cái khi mình làm học trò đứng với vị thầy là bao giờ mình cũng cẩn thận, dù cho có vị thầy cũng chỉ buồn ở trong lòng, mình cảm thấy tủi thân thôi, nhưng mà không hề dám giận thầy, không hề dám giận thầy, không hề có một lời nói hổng ẩu với ông thầy. Còn nói chi là làm vua ở quốc độ này thì thưa quý vị, mình ra nhiều cái mệnh lệnh quá, nghiêm khắc quá, dân chúng nó chửi hoặc là nó ám sát thì mạng sống của mình rất là mệt. Còn nếu mình dùng cái nghiêm hình luật pháp hà khắc, pháp chế hà khắc, thì như vậy dân chúng họ khổ sở, mình làm vua mình cũng chẳng thấy có gì là vui là hạnh phúc, thôi thì mình bỏ hết. Và chúng ta cũng đọc được ở trong cái bài kinh Tê Ngưu Mục Sừng nói về giai thoại của các cái vị độc giác, và các ngài đã nói lên bài kệ sau khi giác ngộ thì chúng ta sẽ thấy các ngài đã chán nản cái việc làm vua. Làm vua mà không tạo ác nghiệp á, là chỉ có làm vua chuyển lương vương, là cai trị quốc độ bằng vương pháp, bằng thứ vương pháp. Và trong cái thời kỳ đó là các nước chư hầu cũng những người có phước có đức và sống theo đường lối chánh, cho nên đức vua mới khuyên dân chúng giữ năm giới được, đức vua mới khuyên dân chúng sống có cái sự hòa hợp thương yêu giúp đỡ nhau được, mà vua khỏi dùng tới hình phạt. Chúng tôi chỉ thấy có cái vì có cái thời kỳ mà vị vua là chuyển lương vương chắc có tiếp ra cha, thì vua đó mới cai trị quốc độ không cần dùng đến hình phạt và không tạo nên nghiệp, mà chỉ là dùng cái lời
khuyên căn, chỉ giáo, chỉ giáo cho họ thì cho chúng họ nghe theo đi. Còn mà gặp cái thời kỳ hỗn loạn như thế này, cái thời mà người ta gọi là hỗn thế, mình không thể nào mà mình cai trị quốc độ mà không dùng đến hình phạt. Bởi vì nếu cai trị quốc độ trong cái hoàn cảnh này mà không dùng đến hình phạt thì không thể an dân được, không thể lập lại trật tự xã hội được. Mà cho có dùng hình phạt kiểu nào đi nữa thì gặp cái thời kỳ bây giờ đó, chúng sinh nó ngang tàn, nó ngỗ ngược đó, thì sẽ làm cho mình phiền toái, đau khổ. Đó là chưa nói đến cái việc mà khiến cho mình phải tạo ra những cái ác nghiệp mà trong tương lai, sau khi mệnh chung mình băng hà, chết tan sanh được cảnh giới khác, thì các thần dân ở trong quốc độ không có đi theo mình đâu, và tự mình phải lãnh lấy cái hậu quả. Chúng cũng nhớ lại cái câu chuyện trong gia đình của Đức Bồ Tát. Người xuất gia làm đạo sĩ, và Đức Thầy Đế Thích Ngài muốn thử xem các vị đạo sĩ này như thế nào. Thì các vị đạo sĩ kia đó có cái trách nhiệm mỗi ngày cung phụng cho vị đạo sĩ trưởng, cung phụng về thức ăn. Đạo sĩ trưởng chỉ có việc ngồi đó là tu thiền thôi, rồi các vị thay phiên nhau đi vào rừng hái trái đem về. Nhưng mà Đức Thầy Đế Thích Ngài liên tục Ngài giấu Phật thực ba bữa của ba vị. Lúc đó đạo sĩ trưởng Bồ Tát Ngài mới, sau ba ngày Ngài mới họp các đạo sĩ kia lại, Ngài ngỏ lời: nếu mà tôi có cái lỗi lầm gì với các vị thì xin các vị bỏ lỗi cho. Thì các vị đạo sĩ kia mới hỏi: tại sao Ngài lại nói như vậy? Thì đạo sĩ Bồ Tát Ngài mới nói rằng: vì ba ngày qua thì tôi không nhận được vật thực của các vị đem cho. Thì người này nhìn người kia, họ nói rằng rõ ràng là tới phiên họ, ngày nào họ cũng đem đến, bây giờ bắt đầu họ thệ thốt. Có vị thì nói: nếu mà tôi không có đem vật thực cho Ngài đạo trưởng, mà tôi nói có đó, nếu tôi nói dối, tôi gian dối vậy, xin cho tôi làm, đời sau sẽ làm trụ trì. Rồi có vị thì nói: nếu tôi gian dối vậy, đời sau cho tôi làm vua. Có vị thì cho tôi làm nguyên soái. Có vị thì cho làm nguyện, nếu tôi gian dối đời sau cho làm một cô gái đẹp vân vân, hay là làm bà hoàng có đủ quyền quy. Thì lúc đó Đức Trời Đế Thích Ngài mới hiện ra, mới nói rằng: tại sao mà các vị lại thề? Người ta thề độc, còn các vị thề có vẻ như là nó tốt đẹp quá vậy. Thì các vị đạo sĩ Đế Tuận giải thích: thề bị chết chóc hay này kia là nó không có độc hại bằng khi mà sanh làm vua hay làm quan binh nguyên soái, hoặc là sanh làm trụ trì, hoặc là sanh làm một mãn phụ phu nhân, là một cô gái đẹp, cái đó nguy hiểm lắm.
Khi nghe xong thì Đức Trời Thích hiểu ra ngày 8 tháng và ngày xin sám hối là ngày thử lòng các vị vật thực của ba vị, của ba vị ngày qua đem cung cấp cho đạo sĩ trưởng, thì Đức Trời Thích để giống. Thưa quý vị, qua cái câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng cái người trí xưa kia họ nhìn thấy cái vị trí, cái vai trò làm vua làm quan vân vân khổ sở và dễ tạo nghiệp đó, cho nên các vị đó sợ đến mức độ mà đem cái đó ra để mà làm một cái lời thề: nếu có gian dối thì xin cho tôi bị làm vua, bị làm quan vân tổng binh nguyên soái chẳng hạn. Người ta sợ vậy. Cho nên ở đây đó, vừa khi đã và nghe và thượng giới đẳng hỏi đặt vấn đề, nếu có ai hỏi chúng tôi thì ngay trong lúc đó là chúng tôi cảm thấy lạnh xương sống, từ dưới lạnh lên đó thưa quý vị. Tôi cảm thấy hốt hoảng sợ hãi. Đừng nói chi là khuyến khích họ. Có lẽ là mình cũng không có cái phước, cái đức để làm vua. Cho nên nghe nói đến cái vị trí, cái vai trò đó thì mình cảm thấy là mình không tham nổi. Một phần nữa là do suy xét mình thấy cái sự kiện đó, muốn tránh tội lỗi thì tránh cũng không được. Mình muốn làm hiền, là người hiền, cũng không làm vua hiền được. Mà làm vua hung ác á, thì mình sợ bị mang nghiệp. Thì thôi tốt nhất là mình từ chối được là đừng làm vua mệt. Thì chúng tôi có một vài lời để chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa dẫn nam mô bổn sư thích hòa thượng. Tôi sư bây giờ để thỉnh sư huynh nghỉ, không biết là sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông đang ở trước máy, sư Nguyên Thông trả lời câu thơ lục số 2 trước khi chúng ta trở lại với thượng tọa pháp đăng dẫn sư hôm nay. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Chắc sư Nguyên Thông không có mặt. Dạ thỉnh sư huynh đi nghỉ. Chắc sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy, xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Nếu tọa pháp đăng nghe được, xin thượng tọa trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Dạ. Thượng tọa pháp đăng, có nhiều khi người ta nói rằng mình ở cái nghề nào đó thì mình phải tạo nghiệp thôi. Dạ. Thí dụ như thượng tọa pháp đăng là vị thầy thì phải la rề học trò. Chứ làm thầy mà không la không được. Mặc dù la thì có nhiều khi mình rất mang khổ nghiệp đó, nhưng mình phải la. Hay hoặc giả là một người buôn bán thì phải tìm cách bán cho có lời. Mà nếu không buôn bán có lời thì bán làm gì? Mà thành thật quá thì không buôn bán được. Tại đó đôi khi phải gian dối. Thì nếu một người vì cái nghề nghiệp, vì cái vai trò nào đó mà họ tạo ác nghiệp đó, thì cái ác nghiệp đó nó có nhẹ hay là nó không có quả không? Tại vì họ không muốn như vậy nhưng phải làm như vậy thôi. Xin thỉnh ý kiến của tòa học đăng. Alo. Thật sự đó thì mình nói cái nghề và cái nghiệp đó, thật sự thử ví dụ như mình nói rằng nghề đầu tể, buôn bán người, bán vũ khí, những nghề đó thì cái nghiệp nó rất là nặng. Còn nếu mà nói ví dụ như cũng cái nghề, ví dụ mình nói là bây giờ mình ví dụ mình làm trụ trì đi,
Thì ở trong chùa thì tất nhiên là cái gì cũng phải theo luật lệ của Đức Phật rồi. Có nghĩa là một cái người làm sai mức độ nào cũng bị hành phạt theo cái mức độ nào. Và thường những cái đó là những vị tu sĩ, còn nếu những vị giới tử là những cái nọ thì cũng tùy theo vị đó, thì bộ vị đó phạm cái tội mà vị đó thấy rằng cái tội của mình đáng đánh thì đánh, thì cũng đâu có hoặc là mình nói rằng cái người mà họ sai lầm, ví dụ mình thấy rằng mình vỡ trách họ nhưng mà họ cũng sửa được, ví dụ mình thấy dù như là La Hầu La lúc còn nhỏ cũng phá phách nhưng mà Đức Phật này cũng vỡ trách, và ngài cũng vỡ trách rồi thì cũng biết sửa lầm. Thật sự thì mình thấy rằng có rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Bồ Tát ngày dạy vị hoàng tử mà ngài đánh mấy roi rồi bị thận ngài, nhưng mà sau này ngài cũng nhắc lại, ngài đánh chỉ để mong là hoàng tử bỏ cái sự ăn cắp mè thôi, trộm mè thôi. Nếu mà bây giờ mà không có nhờ đánh thì bây giờ cũng đâu được làm vua. Chúng ta thấy những cái câu chuyện đó thì cũng đối với mỗi người sống thì trong cái sự sống mình có phải nó có tâm, mình có cái tâm ở trong cái thiện nghiệp đó, thì sẽ nếu mà có cái quả thì cũng không có nổi gì. Còn nếu mà sống với cái nghề nghiệp nào cũng vậy, nhưng mà với cái ác tâm, với cái lòng tham mình nhiều quá thì rõ là mình sẽ rất là mệt với cái lòng tham của mình. Tại vì thật sự lòng tham là nó sẽ tạo ra cái quả ác rồi. Còn khi mình sống, mình nói rằng mình sống, mình giống như bây giờ mình làm đâu ăn đó vậy đó. Ví dụ mình làm, có làm, có ăn vậy thôi. Thì mình cũng đâu có nợ nần gì với ai. Giống như bây giờ nói rằng nếu một đời sống bị tu sĩ, mình thuyết pháp giảng đạo cho Phật tử nghe, rồi có cơm mình ăn, giống như mình làm cái đó thì mình thấy giống như mình cũng không mắc nợ nần gì, làm đúng lời dạy Đức Phật vậy. Còn khi mình nếu mình sống mình hưởng thụ mà mình không có làm được cái chuyện thiện sự công đức thì đó là điều mình gọi là mình mắc nợ. Thì theo con nghĩ rằng á, cái nghề nghiệp thì cũng tùy những cái nghề nghiệp nào đó mà có thể là nhiều khi nó mang lại nhiều cái hạnh phúc an lạc nhưng mà cũng mang lại nhiều cái hiểm họa, như là làm vua chúa hay là làm trụ trì như vậy. Nếu mà mình nghĩ rằng mình làm lợi ích thì cũng mang lại lợi ích nhiều, nhưng mà nếu mình làm không có lợi ích thì cũng mang lại cái hiệu quả nhiều. Thì có nghĩ rằng cái nghiệp nào, cái nghề nào, cái nghiệp nào đó thì nó cũng tùy theo cái tâm của con người với cái sự sống đó. Còn những cái nghề nghiệp ở Đức Phật này nó như là buôn bán người, buôn bán vũ khí, làm nghề đầu tể này kia nọ đó, thì những cái nghề nghiệp đó thì nó quá thật là nó tạo ác nghiệp mỗi ngày, thì điều đó mình nên tránh. Thì còn nghĩ lại ví dụ những cái nghề nghiệp mà mình làm được, ví dụ như làm thầy giáo hay làm bác sĩ, kỹ sư, hay là làm những người mà có làm cho đời được tốt đẹp, thì con nghĩ rằng cái nghề đó là cũng nên chọn những cái nghề như vậy. Thì bởi vì thường thường á, thì mình cũng hay nghe nói rằng một bác sĩ đó thì có thể làm tốt á, thì mình giúp được đời. Nếu mình không làm tốt thì cái người nào cũng bị mình tước đoạt bằng cái cách mình điều trị mà cái tiền quá nhiều. Làm khổ cho họ, nó cũng điều đó nó cũng là cái điều mà do cái ác tâm, do lòng tham của mình quá nhiều thì nó cũng tạo cái nghiệp. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cái nghề nghiệp thì phải nói rằng mình làm một cái nghề nào thì cũng có cái nghiệp hết, nhưng mà cái nghiệp đó cũng là tùy cái thiệt nghiệp hay ác nghiệp. Ví dụ trong quá khứ mình như ông Chiêu Cá làm thầy thuốc trị bệnh cho Đức Phật, hay là trị bệnh cho Chư Tăng như ngày Bắc Cú Lá trong quá khứ, thì cái nghề nó cũng tạo cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp thiện chứ nó không phải là nghiệp ác. Cái nghiệp đó mang là cái sự an lạc cho mình trong tương lai.
Còn nếu cái nghề mà mang lại cái nghiệp mà cho mình đau khổ trong tương lai đó, thì những nghề nào mà tổn hại chúng sanh, làm những nghề nào mà mình làm cho chúng sanh đau khổ, khóc lóc, thương tật hay là làm tổn thương đó, thì chắc chắn cái nghề nghiệp đó mang lại cái hậu quả tương lai cho mình. Với cái thân cậu ý không có hiền thiện thì chắc chắn là cái nghề nghiệp mình sống, với cái thân nghiệp mình sống như vậy thì nó mang lại cái điểm quả cho tương lai cho mình. Thì con xin trả lời cái câu Thượng Tọa hỏi là như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại, thỉnh Hòa Thượng trở lại để tiếp tục được không? Sa thú cái trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Một lần nữa xin được hỏi Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho cô theo luật số 3. Dạ. Sư Nguyên Thông, chúng ta biết rằng có một số những cái tranh luận ở trong ở trong lịch sử của Trung Quốc, riêng ở trong thời triều đại phong kiến thì luôn luôn cái chính sách thường là hạ khắc, nhưng mà người ta thường có những cái tranh luận, và người ta thường có những cái tranh luận là mình làm thế nào để tìm một cái chính sách thích hợp, hoặc là khoan, hoặc là nghiêm. Và nghiêm mà nói về nghiêm thì là thường thấy, và tiêu biểu là những cái chế độ mà do những quốc gia tương đối là cứng rắn, như là Vệ Ứng hay Vương Thành chẳng hạn, Vệ Ứng với Đức Sở hay là Vương Thành của nhà Tống chẳng hạn. Thì Sư Nguyên Thông có bao giờ đọc lịch sử mà thấy rằng có một cái chính thể nào ở trong lịch sử Trung Quốc, lịch sử của nhân loại đó, mà họ dùng cái chính sách gọi là khoan, tức là không có nặng về pháp trị, mà có thể bình định được thiên hạ không? Trong cái trí giới của Sư Nguyên Thông, cái thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Sư Phụ, về vấn đề này, con nhớ là hồi đó là con học qua, nhưng mà bây giờ thì không còn nhớ rõ lắm. Nhưng mà trong cái lịch sử của Trung Quốc thì Trung Quốc phải công nhận là có là một con nước mà có thể nói cái nền triết học nó có thể nó là rất là vĩ đại, là bởi vì cái nền triết học đó nó sản xuất ra, sau này có một nhà tên gọi là Vương Dương Minh, là cái người đó mà cái philosophy của ông ta mà không được thực hiện ở bên Trung Quốc, mà nước Nhật đã thực hiện cái philosophy đó để cho nước Nhật nó trở thành một vĩ đại. Thì con thấy rằng, kính thưa sư phụ, cái lịch sử Trung Quốc thường có những cái tranh luận về khoan và nghiêm. Thì cái khoan đó thì có lẽ nói là mình có thể nói là như là cái lý thuyết của Vương Dương Minh mà bên Nhật nó đã áp dụng, mà nó đã được làm nó đất nước đó nó mạnh, nó vĩ đại như vậy. Ra con thấy là bây giờ thì bởi vì con học cái đấy bây giờ đã 50-60 năm rồi, bây giờ không có nhớ kỹ lắm, nhưng mà phải công nhận rằng Trung Quốc thì là một cái nước có thể nói là cái nền văn minh nó đáng để cho chúng ta là học tập, để mà có thể tìm thấy những cái hay của nó để mà áp dụng cho trong những hoàn cảnh nào thích hợp thì mình áp dụng. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm, là con thấy cái câu thảo luận số 3 này nó rất là thâm sâu, và con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho con học thêm. Và con xin chân thành tri ân chư vị lắng tai nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Thưa sư phụ. Sa thú, xin trân sư đồng.
Thưa quý Phật tử, trước khi trở lại với đề tài về quan và nghiêm, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều là câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngài nêu lên câu hỏi này đó, cũng có ghi lại ở trong sớ giải của Kinh Pháp Cú. Nếu chúng tôi nhớ không lầm là ở trong phẩm Phật Đà, câu 380 mấy đó, liên tục ba câu, hình như 381, 382, 383. Thì ở trong cái duyên sự đó là Đức Thế Tôn ngài khởi sanh lòng bi mẫn khi mà ngài nhìn thấy dân chúng ở trong quốc độ đó, ở trong quốc độ bị cái cảnh mà lầm than khổ ải do siêu cao thế nặng rồi hình phạt nặng nề. Nên Đức Thế Tôn tự hỏi một câu là có thể nào cai trị mà không dùng đến những cái nghi cả như vậy chăng? Và ngay khi Đức Thế Tôn nghĩ không điều đó, ngài chưa trả lời, ngài mới tự đặt câu hỏi cho ngài, thì ác ma đã hiện đến và thỉnh Đức Phật nói như vậy thì ngài hãy cai trị, ngài thống trị đất nước, thống trị quốc độ, bởi vì ngài có khả năng làm như vậy. Thậm chí ngài với tứ thần túc mà ngài đã chứng rồi đó, thì ngài có thể biến núi thành vàng, biến núi thành vàng, vàng rồng được. Thì thưa quý vị, câu hỏi mà Đức Phật nêu lên, và trước khi ngài trả lời đó, thì ngài nêu lên hoàn toàn dựa trên cái thông bí mẫn đối với sinh linh mà đang đồ thán, đang thống khổ ở trong những cái chế độ cai trị khắc nghiệt. Nhưng mà ác ma thì lợi dụng cái ý nghĩ đó của Đức Phật, nhân ý nghĩ của Đức Phật mà nêu lên rằng như vậy ngài là vua, là vua thì mới có thể phục vụ được. Thì thứ việc cái câu này á, thì quả thật là không phải chỉ có ác ma mà nhiều người trong chúng ta cũng từng ngỡ như vậy. Chúng tôi không có đem thí dụ cái chúng ta đối với ác ma đâu, nhưng mà ở trong đời sống của chúng ta thường là mình quan niệm rằng mình phải có tiền, mình có quyền thì mình mới làm tốt ở trong phụng sự được. Ngay cả khi mà chúng tôi đi Ấn Độ đó, ở Ấn Độ thì cái tỉnh Bihar là cái nơi mà có nhiều Phật tích, ở trong đó có Bồ Đề Đạo Tràng, rồi có Vương Xá, có Lưu Linh Thứ, rồi có Bát Na. Thì Bihar là tỉnh nghèo nhất của Ấn Độ, mặc dù thời xưa đó là cái tỉnh văn minh nhất, tại vì phần lớn Bihar đó là sống bằng nông nghiệp chứ không có phát triển về kỹ nghệ cao như là ở Bangalore hay là ở Punjab. Thì khi mà về Bihar bây giờ, do họ sống vào nông nghiệp thì tương đối họ nghèo. Và một cái cảnh tượng mà thường thấy đó là những trẻ em Ấn Độ do du khách từng làm trong quá khứ đã khiến cho các em đi xin ăn. Rồi có những cái nhóm xã hội đen đó, họ bắt những đứa trẻ trẻ, họ bẻ tay, bẻ chân cho què quặt tật nguyền để đi xin ăn rồi họ về họ thu tiền. Thì thấy những cái khổ như vậy, những người Phật tử mới nói rằng con là phước con nguyện cái sau con sanh làm vua và thật nhiều quyền hành, thật nhiều cái tiền bạc để có thể thay đổi cái đất nước này là quê hương của Đức Phật chẳng hạn. Chúng tôi có nghe phải một lần mà rất nhiều lần quý Phật tử nghĩ như vậy. Thật ra thì ở trong nhiều cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời của chúng ta, từ cái khó khăn của những người thân ở trong gia đình, cũng như là khó khăn ở trong chòm xóm, ở trong xã hội, ngay cả bây giờ một người đi về những cái vùng đất xa xôi ở Việt Nam á, thì vẫn gặp những người nghèo, rất nghèo, có những mảnh đời rất là tội nghiệp, mảnh đời tội nghiệp, có thể cha chết mẹ chết bị bệnh tật vân vân. Và trong những lúc đó thì hầu như đối với tất cả chúng ta là cái giải pháp mà cụ thể tốt nhất là mình có rất nhiều tiền. Và nếu có tiền, có quyền nữa đó,
thì mình có thể thay đổi những mảnh đời như vậy. Và kể như đó là không bị cứu dân đồ thế. Rất nhiều người quan niệm rằng khi mà chúng ta càng giàu có đó, thì chúng ta làm càng nhiều việc thiện. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật ở trong bài kinh này và nhiều bài kinh khác mình lưu ý rằng đó là cái cạm bẫy của ác ma. Không hẳn là những người giàu có mà họ không có cướp bóc đâu. Lịch sử của nhân loại đó, chúng tôi lấy ví dụ như là lịch sử của Trung Quốc và lịch sử của nước Nga, mà ngày hôm nay có cuộc chiến Nga với Ukraine, thì chúng tôi biết rằng nhiều người Việt Nam rất là ủng hộ chiến tranh, rất là bên vực người Nga do ảnh hưởng của sự tuyên truyền, và thậm chí nhiều người Việt Nam lên án là Ukraine là phát xít nữa. Nhưng mà quả thực thưa quý vị, trong lịch sử của nước Nga đó, cũng như lịch sử Trung Quốc đó, là một lịch sử của những cuộc xâm lăng. Dạ, tại vì họ lớn, họ mạnh và luôn luôn thương đó. Là ở trong lịch sử của nước Nga và Trung Quốc hay có những cuộc viễn chinh thôn tính các nước láng giềng. Nước Nga mà ngày nay mà rộng như vậy đó là do là họ đã có một cái dòng lịch sử dài mà đi xâm lăng chiếm các quốc gia khác từ Âu Châu sang tới Trung Á và sang tới miền Biển Đông. Cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Nếu mà người Việt Nam nào mà có lắng nghe những cái bài nói chuyện của Putin gần đây thì ông muốn nhắc, ông muốn lập lại cái đế chế Nga, và ngay cả giáo hội chính thống giáo của Nga mà tượng phụ của Moscow, tức là vị lãnh đạo tinh thần lãnh đạo cho chính thống giáo, kể cái chính thống giáo Ukraine luôn đó, thì là ủng hộ chiến tranh ở Ukraine và ủng hộ cái việc mà nước Nga lấy lại một đế chế lớn, ủng hộ cái việc mà chống lại Tây phương. Chứ là nói như vậy là cho dù mình giàu đến đâu, cho mình lớn đến đâu thì mình vẫn đi xâm lăng nước khác. Như quý vị biết, nước Trung Quốc là nước rất là lớn, nhưng mà họ giành từ tất đất, họ đánh hết bên Ấn Độ, rồi họ đánh cả với Liên Xô, rồi họ chiếm qua tới Mông Cổ, họ chiếm Việt Nam. Cái biên giới mà Việt Nam với Trung Quốc ngày hôm nay thật ra nó không phải là một biên giới thật đâu, mà cái biên giới đó là biên giới họ lấn chiếm. Và khi mà người Việt Nam phải đồng thuận giao một số đất cho Trung Quốc thì Trung Quốc họ mới có thể không đánh Việt Nam như trước như là chúng ta nói những năm mà từ 79 kéo dài đến 17 năm sau đó họ vẫn tiếp tục đánh hoài cho tới khi Việt Nam chịu chấp nhận cái đường biên giới bảo vệ ra. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là những nước giàu, nước lớn không có nghĩa họ hiền, không nghĩa là họ có đầy đủ, mà họ còn vẫn tiếp tục đánh và tiếp tục đánh chiếm, họ lớn từng chút một chứ không phải là có. Thành ra cái bài học buông thõ chúng ta là đừng bao giờ chúng ta ngây thơ mà nghĩ rằng khi mình có nhiều tiền, khi mình có nhiều quyền hành thì mình sẽ tốt hơn và làm cho cuộc đời tốt hơn. Cả Nô Vương nói với Đức Phật là với Đức Thần Túc đó, thì Ngài có thể biến Himalaya Sơn thành ra một núi vàng, và thậm chí là gọi là vàng khối, vàng rồng, nguyên một khối vàng một cái núi. Thì Đức Phật Ngài đưa ra một cái sự thật, một cái sự thật là không có bao nhiêu vàng, không có bao nhiêu tiền bạc, không bao nhiêu của cải mà là thỏa mãn lòng con người hết. Hãy con người mà muốn nghĩ rằng mình sẽ đạt được chừng đó mình sẽ thỏa mãn thì không có. Đây là lịch sử của nhân loại hiện đại thưa quý vị. Có những người trên thế giới cái tài sản của họ nó bằng cả một lợi tức của một quốc gia. Chúng tôi đánh dụng ông Elon Musk là người lập ra cái Tesla, hãng Tesla và SpaceX, thì thưa quý vị là có lúc tài sản ông trên 300 tỷ Mỹ Kim luôn. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng khi một người mà có nhiều tiền lắm của như vậy đó, thì bản thân của người đó có thể làm thiện hoàn toàn, có thể tốt hoàn toàn và có thể phục vụ cho nhân loại hoàn toàn. Đức Thế Tôn của chúng ta khi mà Ngài còn làm vị vua và với cái khả năng tài trí Ngài có được dự, đó là Ngài có thể là một vị đại đế lớn, nhưng mà Ngài đã không làm vua, không chọn con đường. Tại vì cái nhìn của Đức Phật thì rất là đơn giản.
là tại sao ta bị cái sanh già đó chết chi phối, ta đi tìm cái sanh già đó chết chi phối. Nhưng mà ở đây trong cái bài kinh này thì Đức Phật ngài không trả lời Giác Ma về cái việc mà làm thế nào để bình định thiên hạ. Mà khi mà nêu lên về cái chuyện mà ngài có khả năng để tạo nên một cái tài sản vĩ đại giàu có, thì dĩ nhiên với tài sản vĩ đại giàu có này có thể mua cả thế gian này, cũng như bây giờ người Việt Nam hay nói rằng cái gì mà không mua được bằng tiền có thể mua bằng rất nhiều tiền, và rất nhiều tiền có thể bỏ ra, nhưng mà không hẳn như vậy đâu. Dạ, không hẳn như vậy. Và Đức Phật này cũng dạy thêm một điểm là chúng ta nói, chúng ta đặt vấn đề, chúng ta nêu ra, nhưng mà không hẳn là chúng ta hiểu biết cái lý lẽ về nhân sanh khổ. Ngoài cái nhân sanh khổ đó, nó còn có một cái điều khác đó, đó là cái sở y hay là cái sanh y của chúng ta. Con người mình sống đó, mình luôn luôn tựa vào cái gì đó, tựa vào cái mà tôi giàu có, tựa vào tài sản, tựa vào địa vị, tôi là cái này, tôi là cái kia. Và cái mà chúng ta tựa vào ở trên đó để mình có cái cảm giác như là nếu tôi được như vậy tôi sẽ hạnh phúc, nếu tôi được như vậy tôi sẽ an lạc, nếu được tôi được như vậy tôi sẽ sống ổn định. Thì cái đó là cái sở y, cái upatthi, cái sanh y muôn khởi chúng ta. Và đó trở thành một thứ điều kiện mà mình tự gạt mình. Yeah. Tự gạt mình là nếu mình hưởng được sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc á, thì mình sẽ an lạc, mình sẽ biết lực vừa đủ và mình sẽ không có đòi hỏi thêm. Nhưng mà kỳ thật không phải. Cái tâm của chúng ta mà được an lạc thực sự là cái tâm không có khao khát. Và chúng ta không khao khát không phải, chúng ta không khao khát không phải là vì chúng ta có được, chúng ta có bao nhiêu cũng không hết khao khát nữa. Cũng giống như một người mà ăn mặn nhiều quá bị khát nước, bảo rằng cho tôi 1-2 ly nước tôi sẽ hết khát, thì hết khát một lúc thôi, uống vào thì nghe nó đã khát nữa, nhưng mà uống vào vừa xong chút xíu nó lại, nó lại khát trở lại. Tại vì sao vậy? Cái đó là một chứng bệnh, bệnh của khát vọng, không có bao nhiêu là đủ hết. Chúng tôi nhớ là có một vị thầy quen với chúng tôi khi ở trại tị nạn á, khi thầy mới qua, vì thầy nói một điều rằng bây giờ chỉ mong là có được một cái căn nhà nhỏ nhỏ để làm cái niệm Phật đường rồi lo đi học lại. Và thứ vị thầy đưa ra một cái mục tiêu nghe chừng rất là khiêm tốn, rồi sau đó cũng nhờ Phật tử cho mượn tiền rồi lại xây sở cái này kia thì mua được ngôi chùa, rồi sau đó thầy lại nghĩ đến chuyện mua đất, rồi sau nghĩ đến chuyện cất chùa, cất nhỏ rồi cất lớn, rồi cất lớn nữa. Và cho đến khi mà 30 năm sau thầy nói chuyện với chúng tôi, thầy nói rằng hồi xưa mình nghĩ căn nhà là đủ, lúc cuộc căn nhà nó không đủ. Nghe thì nghe biết vậy thôi, nhưng mà tất cả chúng ta đều vậy, không phải chỉ riêng có một vị đó. Thì chúng ta luôn luôn là mong là có thêm, có nhiều thêm nữa, đạt được cái này thì nó mong cái kia. Cái bệnh đó chúng ta gọi là khát ái. Dạ, khát ái tức là sự khao khát. Và Đức Phật này cho chúng ta biết rằng cái giải pháp cho khát ái đó không phải là thỏa mãn đó. Hằng ngày á, nếu mà chúng ta có tu một chút, chúng ta nhìn trở lại những cái ý muốn trong lòng của mình, mình phải đặt một câu hỏi rất là thành thật rằng mình muốn như vậy, nhưng mà nếu mình được điều đó và thỏa mãn điều đó thì mình ra sao? Mình thử. Dạ, mình muốn như vậy, mình đạt được điều đó, mình sẽ ra sao? Thì mình sẽ muốn nữa, mình sẽ tiếp tục muốn nữa và muốn nữa. Và cái đó là nguyên nhân của bao nhiêu hệ lụy, nguyên nhân của bao nhiêu chiến tranh. Và tại sao chúng ta sống cả đời, chúng ta không bao giờ có thể dừng lại. Một người mà sống trong cuộc đời mà hiểu được rằng, hiểu một lý lẽ rằng có bao nhiêu cũng không thỏa mãn, thì tương đối là chúng ta còn mới rồi, chúng ta tỉnh táo một chút. Còn nếu chúng ta không tỉnh táo, chúng ta sẽ đi hoài và đi mãi mãi. Thật ra nước Nga không có nghèo đâu quý vị, nước Nga rất là giàu.
vào tài nguyên, vào khoáng sản và đất đai, đất đai mình, nhưng mà vẫn tiếp tục đi chiếm đóng, chiếm đóng ở Chechnya, chiếm đóng ở Georgia, bị chiếm đóng ở Ukraine, chiếm đóng từ Crimea rồi Donbass, chiếm đóng từ phần này qua phần kia. Không bao giờ chúng ta nghĩ rằng đất nước mình rộng lớn rồi mình lại lo cái chuyện ở trong nước cho ổn định rồi mình không, vẫn tiếp tục đi. Cái tham vọng muôn thuở của con người là vậy, của thế giới là vậy. Mà bởi vì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới, mà thế giới nó như nhà lửa, thế giới nó đang bùng cháy, cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Lửa tham là do cái sự ham muốn quá nhiều đó, nó tạo nên cái nhiệt não, rồi muốn không được thì nó tạo nên sự sân hận. Và tham lam sân hận thì dĩ nhiên nó có cái chất của si mê, của u mê trong đó. Và càng ngày chúng ta càng gây nhiều cái đau khổ cho người khác, gây nhiều đau khổ cho mình. Đó, một dân tộc này gây khổ dân tộc khác, người này gây khổ với người khác, rồi bản thân mình là gì? Bản thân mình chỉ tạo ác nghiệp thôi. Đời này không có an lạc, và đời sau dĩ nhiên không có an lạc. Thì đời sống như vậy liệu có ý nghĩa không? Tại khi mà mình là người Phật tử, là con của Đức Phật, thì chúng ta phải có cái khả năng nhìn vào khác ái, và cái khả năng thấy được rằng cái giải pháp cho khác ái không phải thỏa mãn nó. Dạ. Ngài Asancha, Ngài có dùng một thí dụ đó là mấy con chó ghẻ, chó hoang ngoài đường, nó đến nhà nó đã ăn, mình đem cho nó ăn. Không phải cho nó ăn rồi nó đi đâu, không phải cho nó ăn rồi nó không trở lại, mà cho nó ăn bữa nay rồi bữa mai nó trở lại, mai mốt trở lại. Thì Ngài nói phiền não chúng ta giống như những con, giống chó ghẻ, chó hoang vậy đó. Là mình cứ nuôi nó, mình thỏa mãn nó chút thôi rồi nó sẽ trở lại. Không có cái gì trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta muốn mà nó dừng được, không có. Quý vị đừng nói là người đời mà người đạo, người đi tu mà mình không biết nhìn lại đó. Thì ngay cả cái chùa mà mình cất cũng biết bao nhiêu đủ. Ở trong chùa chứ bỏ đạo cũng biết bao nhiêu đủ. Hết chuyện này tới chuyện kia, hết ý muốn này tới muốn kia. Và nhiều khi đó mình chạy theo đến nỗi mà bản thân của mình cũng khổ, Phật tử xung quanh khổ, và thật sự cái đạo mình cũng không được gì hết. Chúng tôi biết nhiều khi đó, thưa quý vị, những công trình xây các chùa rất lớn đó, nó chỉ làm cạn kiệt cái sức lực của vị trụ trì, của chư tăng Phật tử trong chùa, mà hoàn toàn không đem lại một cái ánh sáng gì đạo tâm, ánh sáng gì về Phật pháp cho những người liên hệ. Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục làm như vậy. Tất cả chúng ta đều chạy theo những cái khát vọng, những sự khao khát, muốn có được cái này, có được cái kia, muốn mình là ai. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta phải thấy được cái đó là cái cội nguồn của đau khổ. Chúng ta phải thấy rằng cái sanh y đó là trói buộc. Sanh y tức là sự lệ thuộc, lệ thuộc và trói buộc. Bây giờ giống như một người mà nghiện thì xì ke ma túy, thì xì ke ma túy là cái chủ sở y của họ. Mà cái sở y đó họ nghĩ rằng có cần sa ma túy tức là có hạnh phúc, nhưng không phải. Cần sa ma túy đúng là nó mang lại hạnh phúc với trời, nhưng nó cũng tàn phá. Thì cái khát vọng của chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn luôn hướng về dõi mắt truy cầu tìm cái gì đó, nhưng mà rồi chúng ta phải có khả năng nhìn lại, đặt lại là những cái đó nó đang dẫn chúng ta về đâu và được cái gì. Mà chúng ta cứ nhìn lại trong 10 năm, 20 năm, 30 năm trong cuộc đời mình đã trải qua, những gì mình khao khát, những gì mình có được, nó cho chúng ta điều gì? Nó cho chúng ta cái cảm giác khoái lạc, cảm giác hạnh phúc nhất thời. Nhưng mà nó tạo không biết bao nhiêu là khổ lụy, không biết nhiều tệ lụy. Mà Đức Phật đã cho ác ma biết cái tận cùng của căn đệ rồi. Dù cho núi bạc, núi vàng, núi bằng vàng, dù núi vàng có thể nhân đôi đi nữa, thì cũng bây giờ thỏa mãn. Nó không thỏa mãn được, nên ở đó nó không phải giải pháp, giải pháp cho mình và giải pháp cho kiếm nhân sinh. Thật ra thưa quý vị, nếu trong đời của chúng ta mà có được một chút nào được soi sáng bởi Phật pháp đó, thì chúng ta không cần chờ mình có nhiều tiền mình mới mang lại cho an lạc cho người khác. Không phải cần đến nhiều tiền mình mới tự nhận là mình. Không phải cần có nhiều tiền thì chúng ta mới nói rằng chúng ta sẽ làm việc tốt. Khi mình muốn tốt, khi mình muốn an lạc,
khi mình muốn mang hạnh phúc cho người khác thì mình có thể mang hạnh phúc người khác, không cần phải có nhiều tiền. Nói chuyện này khó tin, chứ không cần phải nhiều tiền. Chúng ta chỉ cần đối xử với những người khác bằng sự thân thiện, bằng lòng từ bi và bằng thiện chí giúp người khác thì đúng đã quá tốt rồi. Chứ đừng đối xử khó khăn với người khác, đừng đối xử nghiệt ngã với người khác. Rồi nói rằng, nếu tôi có tiền tôi sẽ làm cho bạn hạnh phúc, không có. Chúng ta thật ra cũng, chúng ta thấy đời sống hàng ngày mình đâu có, nếu mà mình không để ý, mình đâu có mang hạnh phúc cho người khác bao nhiêu đâu. Chúng ta có nỗ lực gì mang hạnh phúc người khác, nhưng mà chúng ta cứ tự gạt chính mình và gạt người khác. Tôi mà có nhiều tiền, có nhiều quyền hành, tôi sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia. Do vậy dục an tắc an, đó là câu nói cổ nhân, là mình muốn an lạc thì tất an lạc. Thì ngay từ bây giờ, ở cái thời phút hiện tại này, bản thân của chúng ta đừng tiếp tục làm nô lệ cho khác ái nữa. Hãy nhất chúng ta là còn là phàm phu đó, thì chúng ta cũng nên thành thực một chút để nhận ra khác ái, đó là khác ái. Và theo lời Phật dạy thì khác ái không gì được thỏa mãn bằng cách chiều theo đó, bằng cách cung ứng như nó hết. Nếu khác ái mà được cung ứng cho thỏa mãn thì có lẽ là ở thế gian này nó không có nhiều cái đại nạn như chiến tranh, không có nhiều cái bi kịch như là chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà khác ái không gì được thỏa mãn bằng cách cung phục, cung ứng cho những khác ái. Đó là một cái định luật muôn đời. Và chính Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề, khi mà Ngài giác ngộ, và cái lời đầu tiên mà Ngài nói đó là Ngài đã tìm ra được một cái nguyên nhân đích thực của sự đau khổ, là sự khao khát. Cái căn bệnh khao khát đó mãi mãi không bao giờ thỏa mãn, mà nó chỉ tạo hết điều này tạo điều kia. Đó là căn bệnh đích thực của đời sống. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta chịu khó. Chúng ta chịu khó lắng tâm, chịu khó suy nghĩ. Chúng ta sẽ thấy được ở trong đời mình có cái gì trong cuộc sống mà mình mong rồi mình đạt được. Và sau khi mình đạt được mà mình thỏa mãn hoàn toàn đâu, không có đâu. Hoàn toàn không có. Hết mong cái này, muốn cái kia, hết muốn cái này, muốn cái nọ. Làm khổ mình, làm khổ người thân của mình, rồi làm khổ cả thế giới này. Và nếu mà chúng ta là một người ở trên đỉnh của quyền lực, ví dụ như Putin chẳng hạn, ông ở trên đỉnh quyền lực ở rất lâu, thì tiếp tục tạo thêm những cái khổ lụy cho dân chúng và cho những người khác ở trên thế giới được. Đơn giản như vậy. Tại vì thiệt ra đó, nếu chúng ta còn phiền não mà chúng ta lại có quyền lực thì điều rất nguy hiểm. Mình là vua hay là một nhà lãnh đạo mà mình có nhiều cái tham vọng mù quáng, điều đó là điều nguy hiểm, rất nguy hiểm cho cuộc sống. Mình có thể tạo một số ác nghiệp trong đời này. Thì thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay đó, có một điểm mà hồi nãy Hòa Thượng Từ Siêu trong cái câu chuyện Hòa Thượng kể đó, thì cũng có ít nhiều chia sẻ điểm này mà chúng tôi muốn lặp lại tại đây. Ở trong kinh đó thưa quý vị, trong bản chú giải kinh Pháp Cú cũng như là trong chú giải bài kinh này, không có một đoạn nào mà nói rằng Đức Phật Ngài có dạy một cái chính sách mà để an dân trị nước mà hoàn toàn tránh được những ác, hoàn toàn tránh được những cái luật pháp mà như là nhà tù hay là hình phạt mà có thể an dân trị nước được. Tại vì chúng ta biết rằng ở trong cuộc đời này đó, chúng sanh đều có khuyết điểm, chúng sanh đều có phiền não. Quý vị là người có con, mà nhất là con đông trong gia đình, làm cha mẹ mà không la rầy con, kiểu la rầy ít, kiểu như may mắn khó, không phải la rầy. Và Hòa Thượng Từ Siêu cũng tâm sự, nhiều khi làm trụ trì ở ngôi chùa đó, nhiều khi mình cũng phải có những cái cách đối xử, mà cách đối xử nó cũng nặng tay chứ không phải nhẹ tay với những người sống trong ngôi chùa. Mình nói chi là vua trong một nước, ở trong quốc gia đủ được thành phần khác. Ngày nay thì người ta có cái tranh luận lớn thưa quý vị. Thí dụ như là ở Na Uy đó, nếu quý vị theo dõi tin tức những năm về trước,
đúng cái sự việc là có một người mà họ do cái sự tẩy não đầu độc cực đoan đó, họ xách súng đến một cái hòn đảo. Ở trên hòn đảo đó có những học sinh đang đi trên đó, thì họ bắn rất nhiều người. Và trong luật lệ Na Uy thì người này bị ở tù. Nhưng mà trong luật lệ Na Uy đó, thì nhà tù không phải là chỗ trừng phạt, mà nhà tù đó là cái nơi cải huấn đúng nghĩa. Tức là làm sao cho cái người đó được làm được tốt trở lại. Thành ra người ở trong tù Na Uy đó, họ sung sướng. Họ chỉ bị giam một chỗ thôi, nhưng mà họ có thư viện, họ có rạp hát, và họ có những người tư vấn cho họ về việc này việc kia để cải hóa. Và nuôi một người như vậy rất là tốn kém. Thì bây giờ người ta có tranh luận như vậy là nếu kẻ tội phạm mà đưa vào trong nhà tù mà được đối xử như vậy thì người ta có sợ không, hay là khuyến khích tội phạm thêm? Và bây giờ có những cái nhà tù rất là khắc nghiệt, như là những nhà tù chính mình gọi là maximum security ở Mỹ, cái phòng giam rất là hẹp, và trong tù chỉ có thể ra bên ngoài một vài giờ để ánh sáng mặt trời, và họ bị cách ly nhiều thứ. Và người ta so sánh giữa hai hệ thống nhà tù, một bên là rất là khắc nghiệt để trừng phạt, và một bên là tạo điều kiện tương đối là nhẹ nhàng, tương đối là môi trường thích hợp để chuyển hóa cái tâm tư của người phạm tội đó, thì cái nào là có hiệu quả? Thì hiện nay chúng ta không có câu trả lời cái này. Chúng tôi thú thật quý vị là không có câu trả lời. Một số các quốc gia Âu Châu, nhất là Bắc Âu như là Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và kể đến Thụy Sĩ, thì những người mà phạm tội được đối xử tương đối là nhẹ nhàng đó, thì cũng không nhất thiết là cải hóa được họ. Mà những cái sứ mà trừng phạt nặng nề như ở tại Mỹ cũng không nhất thiết. Ở tại Mỹ thì quý vị người ta có cái tranh luận lớn nha. Tranh luận là có nên bỏ cái án tử hình hay không. Dạ, cái án tử hình có phải là thực sự là nó ngăn ngừa được tội ác hay không? Nếu ngăn ngừa được tội ác thì với cái bản án tử hình thì đáng lẽ Hoa Kỳ là một nước ít có tội ác nhiều, mà trong khi đó Hoa Kỳ là án tử hình rất là nhiều, mà ở đây tội ác cũng vẫn nhiều. Trong lúc Canada bãi bỏ án tử hình, Canada thì cái tỷ lệ mà phạm tội là ít hơn Mỹ nhiều. Thì phải chăng là giảm án tử hình rồi thì có nghĩa giảm tội ác? Các cái nhà mà họ gọi là criminology, tức là những người học về tội ác học, thì họ cũng chưa có câu trả lời. Chúng ta nhớ trong kinh Chuyển Luân Vương á, có cái câu chuyện là một cái vị vua Chuyển Luân thấy sợi tóc bạc ở trên đầu và đã nhường ngôi lại cho Đông Cung Thái Tử để đi xuất gia. Và thứ gì trong nhiều đời như vậy, mà Đức Đức Sư Thái xuất gia dặn rằng hãy dùng chánh pháp để mà trị dân, thì đến một lần cái vị tân quân lên á, thì người ta đến báo cáo vị vua này rằng có một người ăn trộm. Ăn trộm là một việc phi pháp, trái đạo ở trong quốc độ của mình, xin nhà vua xử cho. Thì người ăn trộm đưa đến nhà vua, thì nhà vua hỏi rằng tại sao ăn trộm. Thì người ăn trộm nói rằng là tại vì nghèo quá, mà đi làm cách gì cũng không đủ tiền để nuôi vợ nuôi con, thì phải đi ăn trộm. Thì nhà vua mới suy nghĩ rằng quả thật là có những người vì nghèo nên họ ăn trộm, thành ra mình phải cho tiền họ về để lập nghiệp, để làm ăn. Có vốn làm ăn thì họ sẽ không có đi ăn trộm, không làm việc phi pháp nữa. Nhưng mà rồi khi ăn trộm trở về đó, thì những người khác hỏi rằng bạn ở đâu có nhiều tiền phải đi ăn trộm nữa không, cái này của nhà vua cho. Nhà vua khuyên là đừng nên ăn trộm nữa, và đây lấy tiền về làm vốn. Thì do cái chuyện đó nên nhiều người khác đi ăn trộm để làm gì? Để bị bắt. Bị bắt để làm gì? Bị bắt để gặp nhà vua. Gặp nhà vua để làm gì? Để nhà vua cho tiền. Đi ăn trộm mà để chờ nhà vua cho tiền. Thì thưa quý vị, cái tệ nạn mà trộm cắp nó lại tăng thêm.
Rồi khi mà ta đem nhiều người phạm tội trộm cắp đến, thì mới hỏi tại sao các người ăn trộm. Nó là tại vì chúng tiện nhân nghe nói rằng khi mà đi ăn trộm thì sẽ bị bắt và gặp hoàng thượng, thì hoàng thượng sẽ cho tiền vốn để làm ăn. Thành ra chúng tiện nhân mới đi trộm cắp để được tiền như vậy. Thì Dương Mới nghĩ rằng cái kiểu này mình càng cho thì càng tệ hại thêm. mình cho tiền những người ăn trộm này, mình nghĩ rằng cải hóa để đời sống của họ, nhưng mà không ngờ đó là cách khuyến khích người ta đi ăn trộm. Và nhà vua mới ra lệnh rằng không, lần này trẫm không có cho tiền, mà các ngươi phải trừng bị nặng để làm gương để cho người khác được ăn trộm nữa. Và nhà vua đã ra lệnh là đem những người ăn trộm đó chém đầu và treo cái thủ cấp ở tại ngã tư đường. Thì thưa quý vị, nhà vua nghĩ như vậy là người ta sợ. Ta sợ người ta không có đi trộm cướp nữa. Nhưng mà có một số người họ đã đi trộm cướp rồi. Và những người này họ thấy rằng đi trộm cướp có tiền. Đi trộm cướp giàu ngang không. Và bây giờ khi mà nghe nói nhà vua ra lệnh cho bắt, thì chẳng những họ không bỏ, mà họ còn tiến tới một bước xa hơn là vừa đi trộm cướp và vừa có vũ trang, tức là vừa có trang bị khí giới. Ngày xưa thì đó là trang bị khí giới, có nghĩa là mang theo dao bén, mang theo gậy gộc vân vân. Thì ở trong cái nói đó là khi nào có đao trượng, dạ, có đao trượng thì lại có sát sanh. Và khi có đao trượng có sát sanh đó thì tạo vô bao nhiêu cái hệ lụy tiếp tục. Ví dụ như là bây giờ ở Mỹ người ta tranh luận với nhau về việc là có nên là cho phép dân chúng được tự do mua súng hay không. Thì nhiều tiểu bang, đặc biệt như tiểu bang Texas, họ chẳng những cho mang súng, hồi xưa là mang súng phải giấu, bây giờ cho mang súng công khai ở đâu cũng được, ở bất cứ nơi nào cũng được mang súng công khai. Tức là bây giờ nếu quý vị vào Texas, quý vị thể quyền mang khẩu súng với cảnh sát đi ngoài đường á, thì cái chuyện này đó người ta nghĩ rằng nó là sự răn đe để người khác không ăn hiếp mình. Nhưng mà nó có một vấn đề mà những người lập pháp, và đặc biệt là một số những người lập pháp bảo thủ hiện nay đó, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà họ biết rằng cái cây súng mà dễ có, dễ xài và dễ mang quá đó, người ta đúng nãy người ta làm gì? Đúng nãy thì họ bắn nhau thôi. Ở bên Mỹ thì có những chuyện mà chúng tôi đã từng gặp, thưa quý vị. Đó là thanh niên Việt Nam đi ăn tiệc ban đêm, và khi ăn tiệc cái vị súng ở trong cốp á. Dạ, súng đi trong cốp. Thường họ súng M16, súng AK-47 rồi súng. Đã đi súng mua mấy trăm đồng có cây súng vậy đó. Và khi mà vô nhậu nhẹt, rồi tranh giành bạn gái, rồi lời qua tiếng lại. Khi lời qua tiếng lại giận dữ biết làm gì? Ra mở cốp xe lấy súng bắn. Bắn làm gì? Truy sát bỏ tù. Thậm chí lúc trước ở Port Arthur gần Houston á, lại có người Việt Nam bị tử hình vì lý do là có súng. Bây giờ con người mình phải hiểu điều là khi mình nóng nảy đó, mình phải làm bất cứ việc gì, thì nếu mình có súng thì dùng cái súng thôi. Thật ra ở đây bây giờ xã hội Mỹ người ta cũng đang có một cái tranh luận lớn, mà tranh luận này nó tạo nên một cái làn ranh giữa các cái đảng phái chính trị. Đó là một bên đó, thì kêu gọi kiểm soát súng, và một bên đó, thì kêu gọi cho tự do mang súng. Tại vì người ta tranh luận với nhau là nếu mà mình cấm hay là mình hạn chế chuyện mang súng thì sẽ không cấm được những kẻ tội phạm, mà nó chỉ làm cho những người lương thiện bị cướp khí giới, những người lương thiện lại khó khăn. Thì có những họ nói nghe cũng có lý. Thì nếu có lý thì như bây giờ mình nói mình cấm đoán cái chuyện mà mang súng vũ trang đó, thì cấm đoán cái người mà cái người hiền lành thôi, chứ người lương thiện thôi, chứ cái ác thì bây giờ cũng có hết. Cũng giống như người ta nói rằng mình làm mấy cái cửa sổ, mình làm này làm kia đó là chặn người lương thiện thôi, chứ cái người mà bất lương thì giá gì họ cũng làm được hết. Thì một bà khác người ta cũng tranh luận rằng nếu mà súng đạn mà sẵn có mà tiện dùng quá đó, thì chắc chắn rằng cái số người chết vì súng đạn sẽ gia tăng. Mà thật sự có ở Mỹ thì cái số người chết vì súng đạn nhiều lắm, có nhiều khi chết một người hai người, có nhiều khi cả hàng chục hàng trăm người.
Dạ, như ở Florida mà trong một cái quán ba mà người ta vào xả súng chết cả 50 mấy người chết. Nhưng mọi luôn luôn tranh luận với nhau về điểm này, và rõ ràng là hai cái quan niệm về khoan và gì và nghiêm đó, nó là một vấn đề mà những người lãnh đạo, những nhà lập pháp, những người mà có cái trách nhiệm đó luôn luôn phải cân nhắc nhiều lắm. Và những cái lỗ hổng nó luôn luôn tạo nên những sự suy thoái, những sự suy thoái. Dân chúng mà bị đàn áp thì nó lại sanh ra cái hiện tượng chống đối. Mà dân chúng mà được tự do quá đó, thì nó cũng tạo nên những cái lỗ hổng, những vấn đề lớn. Hồi nãy Hòa Thượng Từ Sư có than là cái việc mà chăn dân trị nước có việc mà nó mệt lắm. Nghe nói là nó mệt rồi, chưa làm chứ nghe nói nó mệt rồi. Điều này thì chúng ta thấy rất rõ, nó khó lắm. Như quý Phật tử nào mà có con cái rồi thì quý vị thấy rằng đừng nói gì cái chuyện mà làm nhà lãnh đạo đất nước đối với dân chúng. Con cái trong nhà rồi, mình khó khăn quá thì con cái nó không có lớn lên một cách an lạc, một cách lành mạnh. Mà mình khó khăn, mình dễ dãi quá thì con cái nó hư. Mà bảo rằng tìm ra một cái giải pháp, mà giải pháp đó gọi là khả dĩ. Để quý vị quan nghĩ trời chúng tôi chút xíu. Một cái giải pháp khả dĩ gọi là lưỡng toàn, một giải pháp tôi gọi là ổn hoàn toàn á, thì rất ư là khó. Bởi vì nói như vậy thì nghe rất là mơ hồ, như quý vị nói nhiều nghe mơ hồ, là làm cha làm mẹ hay là làm vua, làm cha mẹ mà dạy được con là vua mà trị được nước, lãnh đạo quốc gia của dân yên bình, thì chúng ta phải nói một phần là nhờ vào cái phước, một phần phải nói là nhờ vào cái phước. Chúng ta đã không có phước làm việc đó rồi thì thực sự nó khó lắm, thực sự nó khó lắm. Chúng tôi là một nhà sư sống ở trong chùa đó, mà khi mà chúng tôi nghe những ông cha, những bà mẹ ở Mỹ này, ở Việt Nam thì chúng tôi không có biết bây giờ, như ở Mỹ này đó, là ông cha mẹ mà có con nó học hành đàng hoàng, nó ra đời để sống đàng hoàng lương thiện đó, thì ở trong lòng chúng tôi có tùy hỷ với những vị đó, những vị này đúng có phước. Quý vị biết rằng ở tại Mỹ này người ta nói như vậy, cha mẹ ở tại Mỹ mà có con nó không hư là có phước. Khoan nói đến chuyện mà nó thành kỹ sư bác sĩ, khoan nói đến chuyện mà nó sẽ có thành công gì, nó không có hư là mình có phước mấy đời rồi đó. Đó là ở Mỹ thưa quý vị. Thành ra nuôi con nó khó, quý vị nào làm cha mẹ thấy nó khó. Nếu mà cưng con quá nó cũng hư, mà khó khăn với con quá thì nó cũng không được. Thì đừng nói chi cái chuyện mà lo cho một số đông người, lãnh đạo cả một đại khối quần chúng, lãnh đạo cả một cái quê hương xứ sở. Thật ra ở nơi nào nó cũng có những cái vấn đề. Và nếu mà để an dân trị quốc, để bình định thiên hạ đó, mà phải sử dụng đến những biện pháp như là nhà tù, như là cảnh sát, công an, mật vụ và như nhiều thứ nữa đó, thì chúng ta tự mình tạo cho mình rất nhiều cái quan nghiệp trong cuộc sống. Thật ra thì chúng tôi có nghe nhiều vị tâm sự đó, là khi mà xem những cuốn phim mà nói về đời sống ở trong hoàng cung, nhất là triều đình của Trung Hoa ngày xưa, hay nói chung những cái triều đình trên thế giới đó, như hiện nay bây giờ quý vị nghe những ồn ào của hoàng gia Anh chẳng hạn, thì chúng ta hiểu rất rõ hoàn toàn là đời sống trong cung đình này bị nó không có hạnh phúc gì đâu. Nó được có cái hào nhoáng, được có là đời sống vương giả, được sống cái giàu sang, đi đâu cũng có chức vụ này chức vụ kia, nhưng cái giá phải trả thì những điều đó thì nó không nhỏ. Vì vậy nếu chúng ta đọc trong cái bộ gọi là Trái Cá, hay là câu chuyện tiền thân, hay là kinh Bổn Sanh, thì chúng ta thấy rất nhiều câu chuyện của Đức Bồ Tát khi sanh ra mà ngài làm vua,
do cái phước của Ngài đất nước được thái bình thịnh trị, nhưng mà rồi Ngài cũng rời bỏ cái vàng để vào rừng để xuất gia, sống một cái đời sống tập trung vào nội tại. Tại vì cái đời lo chuyện thiên hạ rốt cuộc không đi về đâu hết, không đi về đâu. Bây giờ chúng ta đừng nói chi là cái chuyện lớn, chuyện thiên hạ, hay là chuyện gì xa xôi, cái chuyện của chúng ta làm trụ trì. Chúng ta làm trụ trì chùa, có nhiều khi nói chuyện với một vài Phật tử thân, kể chuyện là chùa này làm việc này chùa việc kia, khi rồi mình thấy rằng cả cuộc đời bỏ ra xây dựng chùa chuyện làm việc kia rồi chết, không biết mình có đi lên nổi, không phải là đi xuống, và không biết mình có tạo ác nghiệp gì không khi mà mình làm trụ trì như vậy. Đó là cái chuyện rất nhỏ, làm trụ trì của chùa, đừng nói gì nữa, nghĩ chuyện khác. Vì vậy nói chung thưa quý vị, là Ma Vương thì tìm cách thỉnh Đức Phật làm vua và chịu đức của Khôi Hài, và có vẻ như Ma Vương nói gì vậy làm cho Hòa Thượng Tự Siêu của mình chuyện như vậy mà cũng đi nói tới nó lui Phật Khôi Hài. Nhưng mà Ma Vương tìm đúng một cách cái chuyện mà thỉnh Đức Phật làm vua là cái chuyện rất là ngây ngô, là vì Đức Phật đã từng là vua và Ngài cũng đã từng bỏ khai vàng. Và không phải riêng Đức Phật mà có rất nhiều những bậc hiền triết, những bậc hiền trí từ trong quá khứ, hiện tại, tương lai cũng từ bỏ sau lưng những cái địa vị, những tài sản, sự nghiệp như vậy để có cái đời sống xuất gia nhẹ nhàng. Và nếu trong lòng của chúng ta muốn có được cái duyên lành, có duyên lành, thì lâu lâu thưa quý vị, chúng ta nên tập cái hạnh người hạnh buông xả. Buông xả, mình có cái gì đó rất quý, có gì rất là tốt, và cái việc đó mình có thể cúng dường, hay là mình có thể buông trả, có thể cho người khác, thì chúng ta cảm nhận được cái giá trị của sự buông xả, giá trị được nhẹ nhàng. Chúng tôi rất là quý những người mà luôn luôn tìm cách để buông xả, bởi vì bây giờ chúng ta thì buông xả được, khi mình còn khỏe, khi mình còn sống, thì chúng tôi tin rằng trong cái giờ phút mà mình lâm chung, mình có đủ khả năng để buông xả. Còn nếu trong đời sống này mà mình cứ chấp thủ, chưa chắc mình ra đi, chưa chắc cái giây phút mình rời bỏ cuộc đời này đó, mà mình muốn quên, mà mình quên được, muốn bỏ, mình bỏ được, không dễ đâu. Rất ư là khó khăn. Và khi mà chúng ta không buông xả được, chúng ta đi đâu? Chúng ta nghe những câu chuyện rất là đáng tội nghiệp. Một ông Bá Hộ rất là giàu có, ông có nhiều vàng, ông cất trong cái hũ và ông trông sau nhà. Rồi khi ông chết thưa quý vị, thì một trong những điều mà có thể là quan trọng trong cuộc đời ông đó là vàng mà chôn cất. Và ông nghĩ số tiền đó mà ông, mỗi số vàng đó mà ông sanh làm con chó để làm gì, để giữ vàng, không biết giữ được không, nhưng mà làm chó lại quẩn trong nhà cho đến khi mà được Đức Thế Tôn Ngài tìm cách hết. Ngài dùng cái cách của Ngài để khai thị và cũng để cho con ông biết, thì mình thấy rằng cái đó là một cái bi kịch của cuộc sống. Bỏ công sức ra để tạo rất nhiều vàng và chôn cất vàng đó ở trong một cái nơi ở phía sau đó, và để rồi trong nhiều phút ra đi, nhớ gì không nhớ, nhớ vàng để chôn cất, và nhớ vàng chôn cất để làm gì, để sanh sống con chó. Như vậy chúng ta thấy khổ, chúng ta thấy đó là khổ, đó là cái hệ lụy của cái nhân sinh, bởi vì vàng đó là cái sở y, cái ý nghĩ là mình có được vàng nó cũng là một sở y. Tại vì sao vậy? Nếu mà mình không có nuôi nghĩ kỹ là mình có được nhiều vàng đó thì mình đâu có khổ. Nhưng mà ở đó thì chúng ta thấy là hạnh phúc, nhưng mà bậc thiện trí, đặc biệt là bậc giác ngộ như Đức Phật, thì thấy rằng cái ý nghĩ mà mình có cái này có thì nó là một sự trói buộc, nó là một sự trói buộc. Cái trói buộc này khó nói lắm. Khó nói. Nó đưa ra một ví dụ là con chim đó mà nhốt trong lồng, mà nếu nó hãnh diện thì cái lồng son đó thì là một điều rất là đáng tiếc. Cũng chúng tôi không nghĩ đâu chim hãnh diện gì mà lồng son, nhưng mà phải nói một điều rằng khi mà nó bị nhốt quá lâu trong lồng, có nhiều khi nó thấy cái lồng là chỗ yên ấm đó. Mở cái lồng ra cho nó
bay rồi cũng trở về vào trong cái lòng đó. Tại vì nó thấy trong lòng là kiểu yên ấm, nhưng mà thật sự đó chỗ nhúc nữa. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta bị giam cầm ở trong cuộc đời này bởi những cái ý tưởng là mình là ai, mình có cái gì. Mình thấy đó là mình được, đó là mình có. Nhưng mà trong cái được cái có đó thì chúng ta sống một cái đống khung, chúng ta sống trong sự giam cầm, và chúng ta sống ở trong một cái thúc bách mà chúng ta không có nghĩ tới. Dĩ nhiên là thứ vị, những gì mà chúng ta học được là từ cái lời dạy của Đức Phật một giác ngộ. Nhưng mà ma thì không bao giờ hiểu được cái cảnh giới của Đức Phật hết. Ma nhìn sự việc hoàn toàn khác. Và đặc biệt là một chuyện rất là khôi hài là ma đã tính Phật làm vua. Nghe thì cái bộ hay ma còn tán thán Đức Phật là có chứng tứ thần túc nữa. Nghe giống như là ma rất là quý cái tứ thần túc của Đức Phật đạt được. Nhưng mà thật ra nó phải như vậy. Câu chuyện phải như vậy. Tất cả chúng ta trong cuộc đời này thì không biết là chúng ta tin Phật hay tin ma, nhưng mà đa phần khi mà nói đến chuyện mà phụng sự cuộc đời, khi mà nói đến chuyện làm việc này việc kia, tất cả chúng ta đều mơ đến một cái việc là phải chi mình có nhiều tiền, phải chi mình có nhiều quyền, phải chi mình có nhiều cái khả năng để có thể giúp người này giúp người kia. Thì thật ra Đức Phật ngài qua nhiều lời dạy đó, ngài nhắc chúng ta trở về với giáo lý tứ đế, nên hiểu cái gì là khổ, nên hiểu cái gì là nhân sanh khổ, và sự khao khát để là người này, là người kia, để có được cái này, có được cái kia. Những điều đó là gì? Những điều đó chính là cội nguồn của đau khổ, đó là khác ái. Và trong cái bài kinh này một lần nữa nhắc cho chúng ta một cái ý tưởng rất là then chốt trong giáo lý tứ đế mà Đức Phật đã dạy từ ngay cái bài pháp đầu tiên của ngài. Thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của Trung Phục Pháp Bồ Tát Tham Ma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn thắng pháp toán yếu và vị giảng sư là Hòa Thượng Trời Siêu. Kính đại lễ sư tôn thân chào tâm quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân điểm thiện quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho
nghiệp thành từ khẩu ý thân, hóa thành cũng hóa trị nhân. Sapang sumang kalang kakan sapa divata sapa buta lupa vena soti hontu nirontarang utu sapang sumang kalang kakan sapa divata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontarang utu sapang sumang kalang kakan sapa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Rathama xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.